Cho đến khi cô em gái giơ nắm đấm ra, vị tổng tài mới nhận ra cô em gái trước mặt là giả, bởi vì cô ấy vậy mà không nhớ mật mã lúc nhỏ của hai anh em. Hóa ra không lâu trước đó, cô gái xảo quyệt đã đánh cắp chiếc khóa trường thọ trên người cô gái kia để giả danh làm tiểu thư nhà giàu, đã đánh cắp chiếc khóa trường thọ trên người cô gái kia. Sau khi người giàu nhìn thấy chiếc khóa trường thọ, đã nhầm cô gái xảo quyệt thành con gái ruột của mình. Dù cô gái có giải thích thế nào rằng chiếc khóa trường thọ là của cô ấy, nhưng người em trai bất tài đã trực tiếp cắt ngang lời cô ấy và chứng minh rằng chiếc khóa trường thọ là của cô gái xảo quyệt. Vì yêu mến cô gái, người giàu đã trực tiếp đưa cô ấy về biệt thự làm người giúp việc. Mặc dù người mẹ tin rằng cô gái xảo quyệt là con gái của mình, nhưng hai người con trai vẫn còn nghi ngờ, bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, cô em gái vậy mà cũng quên hết mọi chuyện lúc nhỏ. Để bịt miệng cô gái xảo quyệt đã lấy tính mạng của vợ người giàu ra đe dọa, nếu cô gái dám nói ra sự thật, cô ta sẽ đổi hết thuốc của vợ người giàu. Cô gái từ nhỏ bị cha mẹ nuôi ngược đãi nên tính cách trở nên nhu nhược, vì sự an toàn của người mẹ, cô ấy chỉ có thể chôn giấu bí mật trong lòng. Kể từ khi cô gái xảo quyệt trở thành tiểu thư nhà giàu, bạn trai cô ta liền bắt đầu tống tiền cô ấy. Để giữ bí mật, cô gái xảo quyệt đã lén lấy 500.000 từ nhà để bịt miệng bạn trai, và cảnh tượng này tình cờ bị cô gái kia bắt gặp. Cô gái không muốn nhìn số tiền mà các anh trai vất vả kiếm được bị người ngoài lấy đi, vì vậy đã giật lấy chiếc ba lô. Trong lúc hai bên đang giằng co, cậu cả đột nhiên về nhà. Cô gái xảo quyệt thấy sự việc sắp bại lộ, vậy mà lại làm ra vẻ người bị hại trước, vu khống cô gái kia ăn trộm tiền. Ai ngờ cậu cả không những không trách móc cô gái, còn trực tiếp lấy ra tấm séc 1 triệu bảo anh ta biến mất ngay. Thấy hai người anh trai vẫn còn nghi ngờ mình, cô gái xảo quyệt liền nghĩ đến việc ra tay trước để chiếm ưu thế, muốn đuổi cô gái kia ra khỏi nhà họ Phó mãi mãi. Không bao lâu sau, nhị thiếu gia du học nước ngoài đột nhiên trở về, nhân lúc anh hai chưa nghi ngờ mình, cô gái xảo quyệt liền quyết định mượn đao giết người. Để chào đón nhị thiếu gia trở về nước, nhà họ Phó đã tổ chức tiệc tối. Cô gái đến nhà bếp chuẩn bị, nào ngờ lại bị người hầu hách dịch bắt nạt. Thấy mấy người hầu trực tiếp ấn cô gái xuống bếp, mà người hầu vì muốn nịnh bợ tiểu thư nên cố ý gây khó dễ cho cô gái, họ cắm dao vào đầu ngón tay cô gái, sau đó lại cầm một muỗng dầu nóng chuẩn bị hủy hoại dung nhan cô gái. Đúng lúc này, nhị thiếu gia kịp thời xuất hiện, lớn tiếng quát mắng người hầu. Không biết tại sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cô gái, nhị thiếu gia đã cho rằng cô gái kia là em gái ruột của mình. Để xác minh thân phận của cô gái xảo quyệt, cậu chủ đã cố ý bảo cô ta làm một bát nước ép táo gai như hồi nhỏ, bởi vì từ nhỏ nhị thiếu gia đã không thích ăn cơm, em gái thường xuyên làm nước ép táo gai cho cậu ấy để kích thích ăn uống. Cô gái xảo quyệt để không bị lộ thân phận, liền quay sang giao nhiệm vụ này cho cô gái kia. Không chỉ vậy, cô ta còn sai người lén bỏ thuốc vào nước ép táo gai. Nhị thiếu gia sau khi uống phải thuốc bị nóng ran khắp người, cậu ấy một mình lên lầu nghỉ ngơi. Cô gái xảo quyệt thấy thời cơ đã chín muồi, liền bảo cô gái kia đi đưa nước cho nhị thiếu gia, mà nhị thiếu gia để ức chế tác dụng của thuốc, đã tiêm thuốc an thần, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lúc này, cô gái xảo quyệt đột nhiên dẫn phu nhân xông vào phòng, nhìn nhị thiếu gia ăn mặc xộc xệch, cô gái xảo quyệt liền nói ngay, mắng cô gái kia quyến rũ nhị thiếu gia. Phu nhân thấy vậy nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh đuổi cô gái ra khỏi nhà họ Phó. May mà ba người anh trai liên tục cầu xin, cô gái mới thoát được một kiếp nạn. Nhìn các anh trai đầy vẻ quan tâm, cô gái xảo quyệt liền nảy sinh sát ý, bởi vì chỉ khi cô gái kia biến mất hoàn toàn, cô ta mới có thể yên ổn ngồi vững ở vị trí tiểu thư. Để trừ khử cô gái xảo quyệt đã gọi điện cho bạn trai. Anh làm gì vậy? Chị cũng đừng trách em, muốn trách thì trách bản thân chị đi, không cho em một xu nào cả. Thà như vậy, em còn không bằng giúp Tiền Oanh. Tô Dã, sao cậu lại hồ đồ như vậy? Hạ Uyển Oanh chính là một con rắn độc, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ hại chết cậu. Tô Dã, anh dừng tay lại. Xong chưa? Các người cố ý, các người rốt cuộc muốn làm gì? Tôi muốn xem thử tiểu thư nhà họ Phó này đáng giá mấy tỷ. Hai người các người vậy mà lại cấu kết với nhau lừa người khác. Nhà họ Phó mà biết được, nhất định sẽ không tha cho các người. Tô Mộng, lo cho bản thân cô trước đi. Ý gì vậy? Trong vòng 5 phút, chuyển 2 tỷ vào tài khoản này, chậm 1 giây là con gái bà mất mạng. Phó tổng, phó tổng, phó tổng. Phó tổng vừa giàu có, vừa trông thật là đẹp trai. Bác sĩ Phó không phải đã đến ức phí để giảng bài sao? Ảnh đế Phó cũng đã trở lại. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao tôi có thể gặp được cả ba cậu chủ nhà họ Phó cùng lúc? Anh cả. Vào đi, đừng để mẹ đợi lâu. Đi thôi nào. Mẹ, đến giờ uống thuốc rồi. Hôm nay là sinh nhật của Nữu Nữu.
Giá như chuyện xảy ra 16 năm trước chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy. Lại đây nào nữu nữu, mẹ đeo cho con nhé. Mẹ ơi, cái này là gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của nữu nữu, đây là khóa trường mệnh mà mẹ đã cầu cho con. Cầu mong cho nữu nữu của mẹ lớn lên khỏe mạnh, bình an. Nữu nữu đang đón sinh nhật kìa. Hôm nay nữu nữu có ngoan không nào, lại đây bố ôm nào. Nữu nữu nặng rồi. Tàng Đào, anh làm gì vậy? Con gái là con nhà người ta đã có ba đứa cháu trai rồi là đủ rồi. Nhanh lên, đi mau. Trở về cho tôi, trở về. Nữu nữu, trả con bé cho tôi. Nữu nữu, không thể đưa con bé đi được. Nữu nữu, bà nội mà bán em gái con thì con và các em sẽ đổi họ theo mẹ. Từ nay sẽ không làm con cháu nhà họ Tàng nữa. Con muốn em gái con. Mẹ ơi, cứu con. Bà nội, con muốn em gái con. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, cứu con. Con muốn mẹ. Nữu nữu, nữu nữu, nữu nữu. Thả tôi ra. Nữu nữu, nữu nữu, nữu nữu. Thả tôi ra. Nữu nữu. Trả nữu nữu lại cho tôi. Nữu nữu. Nữu nữu, nữu nữu, nữu nữu. Trả nữu nữu lại cho tôi. Mẹ, cả nhà họ Tằng đã ở trong đó 10 năm rồi. Con chưa từng để cho bọn họ sống yên ổn một ngày nào. Cho dù bọn họ có chết cũng không thể bù đắp được tất cả những điều này. Nếu nữu nữu nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn con bé sẽ quay lại tìm ta. Mẹ yên tâm. Cho dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa, ba anh em chúng con sẽ không bao giờ từ bỏ. Có chuyện gì vậy? Anh nói gì cơ? Cô gái đeo chiếc khóa trường mệnh đó đã xuất hiện ở Bắc Thành. Anh, có phải có tin tức gì về em gái rồi phải không? Gia đình đã mua em gái chúng ta năm đó, hiện tại đang sống ở khu vực phía tây thành phố Bắc Thành. Nhưng hiện tại, chỉ biết được là bọn họ đã từng xuất hiện ở đó. Vì vậy, không có cách nào để xác định vị trí cụ thể. Vậy chúng ta mau chóng đến đó xem sao. Đến phía tây thành phố hỏi thăm, xem môi trường sống của em gái con thế nào cũng được. Mẹ đừng sốt ruột, chú ý sức khỏe. Vậy con sẽ đi cùng mẹ trước. Mẹ, anh, hai người ở đâu? Liệu con có thể tìm thấy hai người không? Tô Mộng. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được phép tổ chức sinh nhật cũ của con nữa. Con lấy đâu ra tiền mua cái này? Mẹ đã nói với con rồi mà, bảo con đưa hết tiền lương cho mẹ. Con giở trò với mẹ đấy à? Không phải đâu mẹ. Tiền lương hàng tháng con kiếm được đều đưa hết cho mẹ rồi mà. Cái này là tiệm bánh ngọt con làm thêm thưởng cho con. Thưởng? Cho dù là thưởng cũng phải để dành cho em trai con ăn trước. Con có còn nhớ mình là ai không? Hôm nay con được lĩnh lương phải không? Mau đến ngân hàng rút ra đưa cho mẹ. Nuôi con 16 năm trời, còn không bằng một con chó.
Ôi, Tô Dã. Nhà anh kinh doanh giàu có như vậy, em mà đeo cái túi này đến nhà anh, chắc chắn sẽ bị người nhà anh khinh thường. Hay là hôm nay thôi không đến nhà anh nữa? À không phải, đừng mà em yêu. Cái đó hôm nay em. Em yêu đợi anh một lát nhé, anh sẽ mua túi mới cho em ngay. Ê, Tô Dã. Chị, đã lĩnh lương rồi chứ? Bố mẹ bảo em đến lấy tiền, em có thể để dành cho chị 200 tệ, phòng khi cần gấp, chị ăn ở đều ở nhà, chị không cần dùng đến đâu. Em trai à? Cô là ai vậy? Đừng có mà động chạm vào bạn trai tôi. Tô Dã, cái này. Cô ấy chỉ là một người theo đuổi anh thôi. Nhìn cô ta ăn mặc kìa, thật kinh tởm. Tô Dã, đây là gu của anh sao? Không phải đâu Uyển Oanh, em nghe anh giải thích đã. Cái đó là cô ấy theo đuổi anh. Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Tô Dã. Tôi cảnh cáo cô nhé, tránh xa bạn trai tôi ra. Tô Dã đã cầu hôn tôi rồi. Hơn nữa, nhà, xe, vàng cưới, cái gì cũng không thiếu. Lễ hỏi 388.000 tệ. Em bị điên à, lấy đâu ra lắm tiền thế? Bạn trai tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để cưới tôi, liên quan gì đến cô? Tôi nói cho cô biết, nhà Tô Dã làm ăn, tiền nhiều lắm. Nè. Đây này, chính là cái đồng hồ cha nổ anh ấy mới mua cho tôi mấy hôm trước. Hẳn 30.000 tệ đấy. Tô Dã, chẳng phải em nói sẽ lấy 30.000 tệ này đi tìm việc sao? Em dám lừa chị, không phải cô bị bệnh à, chẳng phải cô tự nguyện đưa cho tôi sao? Tôi có dí dao vào cổ cô đâu. Tô Dã, cậu có biết tôi đã tích góp số tiền này bao lâu không? Tôi đã dành dụm hẳn 5 năm đấy. Cậu làm vậy có thấy có lỗi với tôi không? Tôi nói cho cô biết nhé, đừng có bám lấy bạn trai tôi nữa, tin hay không tôi tát cho phát. À đúng rồi. Tôi nói cho cô biết, dính dáng đến loại người như cô, tôi còn thấy mất giá. Tô Dã, cậu có biết cậu đang nói gì không? Còn dây dưa không buông đúng không? Tô Dã. Bảo bối, em nói đi, em muốn anh cho cô ta một cái tát thật mạnh để cô ta tỉnh táo lại. Tô Dã, tôi là chị cậu đấy, cậu chắc chắn muốn làm vậy sao? Dừng xe. Tôi xuống hỏi xem họ có biết nữ nữ không. Chị ơi, cái tát này chị chịu đựng một chút nhé. Nếu không Huyền Oanh giận thì em không dỗ được. Nữ nữ bây giờ chắc cũng tầm tuổi cô gái này nhỉ? Sao cậu đánh người vậy? Không phải cô ăn nhiều muối quá nên mặn đấy chứ? Tôi đánh người liên quan gì đến cô? Tìm chết! Hai người này nhìn là biết người có tiền có thế lực rồi. Đây không phải là người mình có thể chọc vào. Cô gái, con không sao chứ? Con tên gì? Nhà con ở gần đây à? Dì ơi, con tên Tô Mộng, cảm ơn dì. Con ngốc, cảm ơn dì chứ? Ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ. Có muốn dì giúp con trừng phạt hắn không? Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ. Cũng được, chuyện của con thì con tự giải quyết. Nhớ kỹ, phụ nữ nhất định phải tự cường mới có thể bảo vệ tốt bản thân. À đúng rồi, con giúp dì xem bức ảnh này xem. Vừa hay Uyển Banh muốn mua túi. Hay là mình mượn tạm nhỉ, dù sao chỗ này cũng không có camera, bọn họ cũng không đuổi kịp tôi. Mẹ, Cảnh Sâm, túi của mẹ. Vòng tay của dì này, giống như cảm giác của mẹ. Con không sao chứ? Dì ơi, con không sao, dì có bị thương không? Không, chỉ là trong túi dì, có ảnh con gái dì. Đó là thứ tuyệt đối không thể đánh mất. Cô ấy có con gái riêng, có vẻ cô ấy không phải mẹ mình. Dì yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại túi cho dì. Ái chà, dì bị bong gần rồi. Con có thuốc đây. Con, sao con lại mang thuốc theo người vậy? À, con.
Con bé chết tiệt, mau ra ngoài kiếm tiền cho ta, tiền sinh hoạt tháng sau còn chờ con đấy, nghe thấy chưa, đồ ăn hại, làm sao thế hả? Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe. Con dễ bị va đập, nên mới mang theo bên mình. Đồ đàn bà thối tha, giả vờ cái gì, dậy rót nước cho ta. Bố đừng đánh mẹ, con đi rót nước nóng cho bố. Cô nhìn xem, con bé còn hơn cả cô. Con bé ăn hại, con làm bỏng ta rồi. Đừng khóc nữa, bảo bối, vết sẹo này của con từ đâu ra vậy? Hồi nhỏ con vô ý bị bỏng. Con là nữ nữ. Mẹ, xin lỗi, đường hẻm quá phức tạp, con đã để lạc mất hắn. Dì ơi, thật ra người cướp túi của dì là em trai con. Con nhất định sẽ lấy lại túi cho dì. Dì có thể tha thứ cho em ấy không ạ? Cô ấy có em trai, có vẻ cô ấy không phải nữ nữ của mình. Nữ nữ còn nhỏ khi bị bỏng. Có lẽ khi lớn lên, vết sẹo đã lành rồi. Con à, vì con ngoan ngoãn hiểu chuyện, dì sẽ tha thứ cho em ấy một lần. Hãy nhớ lời dì nói. Phụ nữ nhất định phải tự lực cánh sinh mới có thể bảo vệ được bản thân. Cảm ơn dì. Mẹ, chân mẹ không sao chứ? Chị ơi, không đuổi theo chứ? Lần này thì khỏi cần mua túi cho Uyển Oanh nữa rồi. Này, chị làm gì đấy? Cái túi này em phải trả lại. Em làm vậy là phạm pháp đấy. Chị gái, chị bị điên à? Người ta đi xe Mercedes mà thèm chấp cái túi này với ta à? Chị mau đưa cái túi cho tôi, nếu không về nhà tôi sẽ mách mẹ cho mẹ đánh chị. Nếu em dám cướp cái túi này, tôi sẽ báo cảnh sát. Tô Mộng, cô bên người ngoài à? Cô được lắm, Tô Mộng, cô cứ đợi đấy. Trong túi của tôi có ảnh con gái tôi. Đó là thứ tuyệt đối không thể làm mất. Người gì này vẫn luôn tìm con gái. Có khi nào? Ô tô. Gì? Dì ơi, con xin lỗi, dì xem có thiếu gì không ạ? May mà ảnh em gái con không bị mất. À đúng rồi, Cảnh Sâm, con có cảm thấy cô bé này trông rất quen không? Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi tìm được túi. Cô ấy, có khi nào cô ấy chính là em gái không? Vậy còn chờ gì nữa, mau đi tìm thôi. Được lắm, Tô Mộng, cô dám cướp túi của em trai cô đưa cho người khác. Tôi thấy cô đúng là to gan lớn mật, cô muốn làm phản à? Không phải như vậy đâu mẹ, em trai cướp túi của người khác, đó là phạm pháp. Chỉ là một cái túi thôi mà, cướp thì cướp, phạm pháp gì chứ? Còn cô thì học được cách bên người ngoài rồi đấy. Nó là em trai ruột của cô đấy. Cô không bênh nó thì thôi, cô còn cấu kết với người ngoài bắt nạt nó. Xem tôi có đánh cô không, tôi nói cho cô biết, Tô Mộng, con trai tôi sau này chính là trụ cột của nhà họ Tô. Sau này nếu cô còn dám cãi lời nó, cô về nhà tôi sẽ đánh gãy chân cô. Tôi nói cho cô biết, tất cả là do cô lấy cái túi đi đấy. Tôi không có quà gì tặng Uyển Oanh nên cô ấy giận rồi. Tôi phải tăng sính lễ lên 588.000 tệ mới dỗ được cô ấy. Số tiền này cô phải đưa cho tôi đấy. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tiền tôi kiếm được bao nhiêu năm nay đều bị các người lấy hết rồi. Tôi đi đâu kiếm tiền cho các người đây? Phụ nữ kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. Tôi đã tìm cho cô một đối tượng xem mắt. Người ta là quản lý cấp cao của tập đoàn phó đấy. Chỉ riêng sính lễ đã cho hẳn 1 triệu tệ. Chỉ là tuổi hơi lớn một chút. 50 tuổi, quá vợ. Nhưng mà cũng hợp với cô đấy. Sau khi cô lấy chồng rồi không chỉ được hưởng phúc. Em trai cô cũng có thể lấy vợ. Hai người có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Mẹ, mẹ muốn con lấy ông ta 50 tuổi rồi đấy.
Hả? Nếu không thì người ta giàu có như vậy, người ta cần cô chứ. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy. Hơn nữa, cô vốn dĩ là do chúng tôi mua về. Cho dù chúng tôi bán cô đi, lấy thêm chút lãi thì cũng không quá đáng chứ. Tôi không muốn lấy ông già đó. Chuyện này không do cô quyết định. Nếu hôm nay cô không thay bộ đồ này vào, thì xem tôi xử lý, cô thế nào, đi thay đồ cho tôi. Đi. Tôi biết rồi. Tìm thấy đứa bé đó chưa? Vừa tìm thấy, cô ấy đang ăn cơm ở khách sạn của chúng ta. Vậy còn không mau đến đó. Lái xe. Ồ, Tô Dã. Đây không phải là bạn gái cũ của anh sao? Sao lại thành chị anh rồi? Bảo bối. Cô ấy à, chính là người vợ được nuôi từ bé trước đây của anh. Ăn rau đi. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Thân hình được đấy. Cưới xong thì sinh cho tôi một đứa con trai. Chỉ cần hầu hạ tôi cho tốt, mỗi tháng cho cô 1.500 tệ tiền tiêu vặt. Nếu không có ý kiến gì, vậy quyết định thế nhé. Tôi không muốn lấy chồng. Cũng không biết uống rượu. Cô dám từ chối tôi sao? Nhà cô đã nhận tiền của tôi, cô chính là người của tôi. Rượu hôm nay, uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, chị. Cái đó, anh rể có thể để ý đến chị, đó là phúc phận 8 đời của chị. Không phải chỉ là uống một ly rượu thôi sao, anh rể. Sao còn không mau đi giúp, anh rể, để em giúp anh. Cô ấy ở phòng riêng trên lầu. Con có chút việc, giải quyết xong sẽ đến tìm mẹ. Được, vậy ta đợi con ở phòng riêng. Thả tôi ra, thả tôi ra. Hôm nay tôi sẽ trừng trị cô. Gì? Là gì sao? Cô không biết điều đúng không? Cô thuộc giống chó à? Dám cắn tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Gì cẩn thận. Tăng Đào, sao anh lại uống say thế này? Tôi uống rượu liên quan gì đến cô có phải đang kiếm chuyện không? Mẹ cẩn thận. Con không sao chứ? Gì? Con không sao, đều là con liên lụy đến gì? Con là nữ nữ của mẹ. Chẳng lẽ gì ấy là mẹ? Anh muốn tìm chết à? Cô ấy là người phụ nữ của tôi khuyên bà đừng xen vào chuyện bao đồng. Nếu không, tôi sẽ xử lý bà luôn đấy. Ở Bắc Thành này chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Bà biết tôi là ai không? Tôi là quản lý cấp cao của tập đoàn Phó Thị đấy. Tất cả bất động sản dưới trướng Phó Thị đều do tôi phụ trách. Ôi chao, quản lý cấp cao của Phó Thị cơ đấy. Một năm chắc cũng phải kiếm được mấy chục triệu nhỉ. Hừ, hôm nay tôi, Lý Bân, chính là ông trời của nơi này. Người phụ nữ này hôm nay tôi nhất định phải có được. Lại đây, giữ cô ta lại cho tôi. Hôm nay, tôi sẽ làm chú rể trước mặt tất cả mọi người. Dì ơi! Thả tôi ra, thả tôi ra. Các người thả tôi ra. 1 triệu tiền sính lễ này coi như bỏ túi an toàn rồi nhé. Anh buông tôi ra. Lý Bân! Tôi, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Phó Thị, ra lệnh cho anh dừng tay lại.
Ha 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 ha, còn bày đặt diễn kịch với tôi cơ đấy. Có giỏi thì gọi phó tổng đến đây này. Nếu không thì sao? Nếu không, cô và cô nhóc này cùng hầu hạ tôi đi. Lý Bân, anh thật to gan. Lý Bân, anh thật là láo xược. Phó tổng, sao ngài lại đến đây? À mà ngài đến thật đúng lúc, có người đang gây rối ở khách sạn của chúng ta, tôi đang giải quyết đây. Ngài yên tâm, sẽ giải quyết xong ngay thôi. Bảo vệ, lôi bọn họ ra ngoài cho tôi, đừng để bọn chúng chắn mắt phó tổng. Mẹ, chân mẹ không sao chứ? Có muốn để em hai xem qua cho mẹ không? Phó tổng hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi vừa rồi uống hơi nhiều rượu, không nhận ra là phó chủ tịch. Tôi sai rồi. Con đừng sợ. Có anh ở đây, không ai có thể làm hại con được. Anh trai mình họ Tăng chứ không phải họ Phó, có vẻ là mình nhầm rồi. Lý Bân, tập đoàn Phó Thị không dung chứa loại xúc sinh như anh. Từ hôm nay, anh chính thức bị tập đoàn Phó Thị sa thải và cấm cửa trong ngành. Phó tổng không giống như những gì anh thấy đâu. Là cô ta, nhà họ Tô vì sính lễ mà bán con gái ruột của mình. Không phải tôi muốn bao nuôi Tô Mộng. Phó tổng. Con gái ruột của nhà họ Tô, có vẻ cô ấy không phải là con gái của mình. Bố mẹ cô đúng là không xứng làm bố mẹ. Đây là danh thiếp của tôi, đến bất cứ công ty nào của Phó Thị tìm việc làm, sớm tự chủ về kinh tế, thoát khỏi gia đình bất hạnh này. Bọn họ chỉ biết bám vào cô để hút máu. Anh ấy nói đúng, sau khi ra ngoài mình mới có thể tìm mẹ và anh trai tốt hơn. Cảm ơn mọi người, tôi nhớ rồi. Thật may mắn cô ấy không phải là nữ nữ của mình, nếu không mình sẽ đau lòng chết mất. Mẹ, đây là Tư Niên, vừa gửi danh sách nhận nuôi ở Bắc Thành, mẹ xem qua nhé. Tô Mộng là con gái nuôi của nhà họ Tô. Mẹ nói xem, liệu cô ấy có phải là nữ nữ của chúng ta không? Xin chào, cho hỏi. Ôi, chúng tôi không cần nhân viên vệ sinh. Không, tôi đến ứng tuyển. Quản lý, có người cầm danh thiếp của phó tổng đến phỏng vấn. Ôi, Tô Mộng. Tô Mộng, đây là cửa hàng cao cấp, cô đến đây làm gì? Quản lý, cô ấy cầm danh thiếp của phó tổng đấy, cô xem chúng ta có nên. Danh thiếp, cô ta có thể lấy được danh thiếp của phó tổng. Tôi xem ra là cô ta ăn trộm ở đâu đó đấy. Tô Mộng, cô muốn đến đây làm việc cô xứng sao? Trông nghèo nàn, chẳng ra gì. Ở đây, một cái túi sách bất kỳ cũng đáng giá hơn mạng sống của cô. Ôi, mới tốt nghiệp cấp 3, cũng không xem đây là nơi nào. Đây là cửa hàng cao cấp của Phó Thị đấy. Cô bước vào đây cũng là ô nhiễm không khí. Tô Mộng à, người nghèo hèn thì phải có chút tự trọng. Nơi này không phải là chỗ cô có thể đến. Tô Mộng, nhanh chóng cút khỏi đây với đồ đạc của cô. Đừng ép tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài. Alo, Tiểu Hạ, cấp trên nói có một cô gái tên Tô Mộng đến phỏng vấn. Nhớ phải giữ cô ấy lại đấy. Vâng. Vâng, quản lý. Cô Tô, quản lý, cửa hàng chúng tôi nói rằng, xem xét em trai cô là bạn trai của cô ấy, chúng tôi sẽ đặc cách nhận cô. Thôi, các cô nói đúng, tôi không xứng với công việc này. Này, lương 1 vạn, chúng ta đều là người làm công ăn lương, hà cớ gì phải làm khó mình chứ? Mình thật sự cần tiền, hay là thử trước đã? Được rồi. Anh cả. Em út. Anh cả, anh nói cô gái tên Tô Mộng kia rất có thể là em gái của chúng ta. Đúng vậy. Cô ấy luôn cho anh một cảm giác rất quen thuộc. À đúng rồi, anh vừa nhận được tin. Bây giờ cô ấy đã đi làm ở cửa hàng đồ hiệu thuộc tập đoàn Phó Thị của chúng ta rồi. Được, em sẽ qua xem sao.
Tô Mộng, theo quy định, tháng này nếu doanh số của cô không đạt 50 vạn, tôi cũng không thể giữ cô lại. Làm được bao lâu thì tùy vào năng lực của cô. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Tô Mộng, cô đến chỗ tôi làm việc cũng tốt. Tôi sẽ nghĩ cách biến tiền lương của cô thành của tôi. Alo, Tô Dã. Chị gái cậu đến chỗ tôi làm việc rồi, lương 1 tháng 1 vạn. Gần đây đang kẹt tiền, phải nói với bố mẹ, bảo Tô Mộng đưa tiền mới được. Tô Mộng. Được lắm Tô Mộng, cô phá hỏng chuyện xem mắt rồi. Làm cho nhà họ Tô chúng ta mất trắng cả triệu tiền sính lễ. Cô thì hay rồi, không nói không rằng bỏ nhà ra đi. Chị, bố mẹ chỉ nói chị vài câu, đánh chị vài cái thôi mà. Có cần phải bỏ đi không một tiếng động như vậy không? Nhìn mẹ tức giận kìa, em nhìn mà xót xa. Nếu em thật sự thương mẹ, vậy thì em hãy ra ngoài kiếm việc làm đi. Chứ đừng có suốt ngày ăn không ngồi rồi, hút máu tôi, ăn bám chờ chết. Cái đồ vô lại. Em trai cô ăn uống của cô thì đã sao? Đó là điều mà một người chị gái như cô nên làm. Cũng được, chuyện của cô thì tự cô giải quyết. Nhớ kỹ, phụ nữ nhất định phải tự lực cánh sinh mới có thể bảo vệ được chính mình. Tôi không nợ cậu ta gì cả. Mới có mấy ngày không gặp, tính khí cô lên lắm đấy. Tô Mộng, có phải cô mọc cánh rồi chứ gì? Người toàn đồ hiệu thế này, có phải cô quên mình còn có bố mẹ rồi không? Lão Tô, lột đồ nó ra cho tôi, để nó tỉnh táo lại xem mình là cái thứ gì. Lên, làm gì đấy? Mẹ. Mẹ làm gì đấy? Hay lắm, có tiền mua quần áo mà không có tiền nuôi chúng tôi. Cô làm gì đấy? Tôi sẽ đem cái áo này của cô treo lên mạng bán đi. Đây là đầu cửa hàng phát. Tô Mộng, có chuyện gì thì tự ra chỗ khác giải quyết, đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa hàng. Đồ cô gái kia mặc giống y hệt của Tô Mộng, hóa ra là đồng phục thật. Ồ, đồng phục mà toàn đồ hiệu thế này, đúng là cửa hàng xa xỉ phẩm. Ôi trời, tiểu Mộng nhà ta giỏi giang rồi. Chị ơi, đồ ở đây có phải siêu đắt không? Cậu muốn làm gì? Chị xem có cơ hội nào mượn tạm được chút đồ từ trong đó không? Tô Giá, cậu bớt cái suy nghĩ trộm cắp vặt vãnh đi được không? Lần trước vì vụ cướp giật suýt nữa vào tù rồi đấy. Không thể rút kinh nghiệm được à? Cô nói chuyện kiểu gì đấy? Chẳng phải tại tiền cô đưa không đủ hay sao? Nếu tiền cô đưa đủ thì em trai cô cần gì phải dòm ngó đồ của người khác? Nuôi nó là chuyện của mấy người, tôi không đẻ ra nó nên tôi mặc kệ. Thế cô có nghĩa vụ nuôi chúng tôi chứ? Phải đấy, cô làm ở đây, lương chắc chắn không ít. Cô nhanh chóng chuyển cho chúng tôi 3 vạn trước đã. Tôi mới đi làm, tôi không có tiền. Ôi trời ơi, tôi không sống nổi nữa rồi. Tô Mộng đồ con gái bất hiếu, vong ân bội nghĩa. Cô ấy chính là Tô Mộng, em gái mà anh cả cứ nói là rất giống. Chi Dương, chúng ta vào trước đi, fan hâm mộ còn đang nhìn kìa. Lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội cho cô ấy vào. Đi thôi đi thôi. Tô Mộng. Người ngồi bên trong chính là ảnh đế, phó tam thiếu gia Phó Chi Dương. Cô là cái thứ gì mà dám bám lấy anh ấy? Không có, tôi chỉ vào đưa cốc nước thôi. Tôi xem nào, cô muốn vào để gây chú ý với phó tam thiếu phải không? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cô làm gì ở cửa vừa nãy. Cất cái bộ dạng đáng thương đó đi, tôi nói cho cô biết, ảnh đế phó là thần tượng của tôi đấy. Tránh xa anh ấy ra, ra cửa đứng đi. Tô Mộng là ai? Cô ấy. Vào trong đi. Cô điều chỉnh lại kích thước vương miện cho Chi Dương và thử đội xem. Nhớ kỹ, sau khi làm xong thì đừng để ai động vào nữa, ngày mai chúng tôi sẽ đến lấy. Ừ, yên tâm đi, tôi nhớ rồi.
Tô Mộng, cô dám quyến rũ thần tượng của tôi, chờ bị tấn công trên mạng đi. Cô ấy là em gái mình. Chi Dương, lát nữa có ai hỏi về chuyện hot search thì cậu đừng trả lời. Hot search chuyện gì vậy? Cô ra ngoài trước đi. Chuyện này, mọi người định giải quyết thế nào? Hiện tại, công ty quyết định chưa làm sáng tỏ. Nhân chuyện này mà PR cho phim mới của cậu. Không được, lỡ như cô ấy là em gái mình chẳng phải mình hại em ấy sao? Cô bảo công ty lập tức ra thông cáo, chú ý bảo vệ thông tin của cô gái. Chi Dương, cô ấy chỉ là người bình thường, chúng ta căn bản. Nếu cô không làm được thì tôi đổi quản lý. Tùy cô. Con trai út, nghe nói con lại lên hot search rồi. Có phải có bạn gái rồi không? Cho mẹ xem nào. Không có đâu mẹ. Trước khi tìm được em gái, con sẽ không tìm bạn gái đâu. Cô Tô Mộng kia rất giống em gái. Không được, ngày mai mình phải đi tìm cô ấy lại. Mẹ, vậy con đi nghỉ trước đây. Có mấy người này, da mặt thật là dày. Bị mắng chửi như vậy mà còn dám ra ngoài gặp người khác. Có lẽ một số người sinh ra đã thích ve vãn đàn ông. Tôi không có ve vãn đàn ông. Hơn nữa đối phương cũng đã lên tiếng làm rõ rồi. Người sờ mặt phó tam thiếu trên ảnh không phải cô sao? Ông Cao. Tới tiếp khách đi. Lại là ông già này, lần nào đến cũng thích ăn đậu phụ chiên. Tôi không thèm tiếp anh ta đâu, quản lý. Ông xã, em đi vệ sinh một lát, anh cứ từ từ chọn nhé. Ngài, để tôi gói giày cho ngài. Tốt, tốt, gói hết, gói hết. Ôi chao, bàn tay nhỏ nhắn này, thật mịn màng, thật non nớt. Ngài, xin hãy tự trọng, tự trọng. Tôi hiểu, chúng ta đến phòng thử đồ. Ngài, buông tay ra, buông ra. Cô gái, hay là cô suy nghĩ làm người của tôi đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, đồ đạc ở đây em muốn chọn gì cũng được. Anh mỗi tháng sẽ cho em 200.000 tệ tiền sinh hoạt, thế nào? Sếp Cao à, cô ta đang chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô với ông đấy. Cô ta trước đây đã nói với chúng tôi rồi, cô ta chỉ muốn tìm một đại gia bao nuôi, không muốn đi làm nữa. Đúng đúng đúng, tôi là mẹ cô ta nên tôi rõ mà. Ông cứ dẫn người đi, lát nữa tiền chuyển khoản vào thẻ tôi là được. Mẹ nói bậy gì vậy? Ôi chào em yêu, không ngờ em lại là người hai mặt đấy. Anh thích, hơn hẳn con vợ béo ú ở nhà anh. Sếp Cao, tầng 2 chúng ta có phòng thay đồ riêng đấy. Buông ra. Làm cái gì đấy? Con khốn không biết xấu hổ, dám quyến rũ chồng tôi. Không phải tôi, là anh ta, vợ à. Cô ta quyến rũ anh, cô ta nói thấy anh có tiền nên muốn làm tình nhân của anh. Cái gì? Nhưng em yên tâm, anh không đồng ý. Sao anh có thể để cô ta phá hoại tình cảm của chúng ta được? Sao anh có thể vu khống tôi như vậy? Cửa hàng chúng tôi có camera giám sát, chúng ta có thể xem lại ngay bây giờ. Chúng tôi đều nhìn thấy rồi. Chính cô tự nhào vào người người ta xếp Cao, cản cũng không cản được. Đúng đấy, cô ta thường xuyên ve vãn đàn ông. Lần trước bị fan của ảnh đế mắng cho một trận nhục nhã, chính là cô ta. Quản lý Hạ, lần sau ở cửa hàng của cô, đừng để tôi nhìn thấy người phụ nữ này nữa. Ngài yên tâm, cửa hàng của chúng tôi không thể dung túng cho loại người này. Ngài bớt giận. Vậy hôm nay, tất cả đồ đặt trong cửa hàng, chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho ngài. Cũng được. Chiếc vương miện này, lấy xuống cho tôi thử xem. Không thành vấn đề. Hạ Huyền Oanh, không được, đây là của phó tam thiếu, không được động vào. Tô Mộng, bớt nói hư nói vượn ở đây đi. Nếu đây thật sự là của phó ảnh đế, người đại diện của anh ta đã báo trước cho tôi rồi. Lại đi nói cho cô, một nhân viên bán hàng nho nhỏ, chính là Tô Mộng, cô thì có thể so với Huyền Oanh sao? Tôi nói thật đấy, tôi không lừa cô đâu. Cô đợi đã. Đừng cản tôi thấy cô Tô Mộng kia rất giống em gái tôi.
Cô làm sao vậy? Tôi đã dặn đi dặn lại là đừng để ai động vào. Cô làm thế này, cô gánh vác nổi trách nhiệm không? Tôi... Ôi chào, Tam Thiếu, chuyện này không liên quan đến những người khác chúng tôi đâu nhé. Tô Mộng, chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi trước? Quản lý, tôi thấy cô ta cố ý đấy. Đào hố cho ngài đấy. Tôi đã nói rõ với các người rồi mà các người không nghe. Dù thế nào thì chuyện này cô cũng khó chối cãi. Quản lý Hạ, mau đuổi việc cô ta cho tôi. Con đàn bà này vừa rồi còn dám quyến rũ chồng tôi. Phó Tam Thiếu, tập đoàn Phó Thị xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh có nên đuổi việc cô ta cho tôi không? Cho tôi một lời giải thích đi chứ. Hai ZZ, chuyện này không được đâu. Mẹ, nếu cô đuổi việc cô ta, cả nhà chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc mất. Chúng ta còn đang đợi cô ta kiếm tiền cưới vợ cho em trai cô ta nữa. Đúng vậy. Không thể đuổi việc con gái tôi. Chúng tôi vất vả nuôi nấng nó hơn 20 năm. Chỉ mong nó kiếm tiền nuôi gia đình. Đúng vậy đấy, sinh ra và nuôi nấng nó. Có vẻ cô ta không phải là em gái. Không đuổi việc con gái bà cũng được. Đến cái vương miện này cho tôi. Cái gì? Chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Nó tự gây ra họa. Muốn giết muốn chém tùy các người. Miễn là đừng đòi tiền chúng tôi là được. Đúng đúng, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi đâu. Ồ đúng rồi, còn em trai nó nữa. Trọng nam khinh nữ. Tô Mộng, đi lấy camera an ninh trong cửa hàng cho tôi. Tô Mộng, đi lấy camera an ninh trong cửa hàng cho tôi. Tam Thiếu, tôi thực sự không biết đó là đồ của anh. Không biết thì không có tội mà. Đúng rồi, chồng tôi vừa ký một dự án lớn với Phó Thị. Chúng ta đừng vì một nhân viên nhỏ mà làm mất hòa khí chứ. Đúng vậy, nhà họ Cao. Tam Thiếu còn nhớ sao, nhà họ Cao thật to gan. Dám đến cửa hàng của Phó Thị tôi bắt nạt người của Phó Thị tôi. Còn muốn cho qua chuyện, ở Bắc Thành này vẫn chưa có ai dám cả gan như vậy. Chấm dứt tất cả các dự án với nhà họ Cao, vĩnh viễn không hợp tác. Tam Thiếu gia, đừng mà. Nhà chúng tôi sống dựa vào cái này đấy. Tam Thiếu gia, chúng tôi biết sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi đi. Lúc các người bắt nạt người khác sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Sau này nếu còn dám gây rối ở cửa hàng của Phó Thị, sẽ để anh cả tôi xử lý nhà họ Cao các người. Tam Thiếu gia, xin tha mạng. Tha cho chúng tôi đi. Vậy bây giờ đoàn phim Hoàng Quan đang cần gấp thì phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ đi giải thích với đạo diễn. Đợi, đã. Tôi sẽ đi giải thích với đạo diễn. Đợi đã. Tô Mộng, còn chưa thấy chuyện đủ lớn hay sao? Quay lại đây, tôi muốn thử sửa lại chiếc vương miện này. Tô Mộng, tôi nói cho cô biết nhé. Chuyện này là do cô tự mình nhận lấy. Chúng tôi không có tiền để bù lỗ cho cô đâu. Tiền của chúng tôi còn để dành cho em trai cô lấy vợ đấy. Đúng đấy. Tô Mộng, cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của ảnh đế thôi đúng không? Muốn bay lên cành cao nhà họ Phó làm Phượng Hoàng à? Cô xứng sao? Hóa ra chỉ là mơ tưởng hão huyền thôi. Tôi thấy lúc nãy ông chủ Cao, sợ là cô cố tình quyến rũ đấy. Đúng vậy. Dù sao thì rồi nào chẳng bu vào trứng thối. Một bàn tay vỗ không kêu. Cái tát này của tôi có kêu không? Tôi sẽ test cho cậu một nút thắt bình an làm đồ trang trí nhé. Nút thắt bình an. Em gái. Em đang làm gì vậy? Xem có đẹp không? Đây là cách thắt mẹ dạy em. Cuối cùng em cũng học được rồi. Trông có vẻ khó quá. Em làm cho anh một cái được không? Anh đảm bảo sẽ không làm mất. Thì đây là làm cho anh mà. Sao cô biết làm cái này? Sao cô biết làm cái này? Nói đi. Mày là do chúng tao bỏ tiền mua về. Chuyện trước kia không được nhắc lại nữa. Nếu không tao sẽ đánh chết mày, hiểu chưa? Tôi học từ người khác. Học từ ai? Còn liên lạc với cô ta không? Đoàn phim đang rục rồi, chúng ta phải đi ngay thôi. Không được, manh mối về em gái không thể đứt đoạn như vậy được. Đưa cô ta đi cùng luôn. Trời đất ơi! Dựa vào cái gì chứ? Quản lý,
Không thể để con nhỏ này đi quyến rũ Phó Tam thiếu nữa, cô tốt nhất nên giữ miệng cho sạch sẽ. Cô đi với chúng tôi một chuyến nhé, được không? Được. Vậy tôi lấy quần áo đã, đi đi. Tô Mộc, cô là cái gì mà ai cũng bênh vực cô? Cô cứ đợi đấy. Nghe nói Cao San San nhà họ Cao cũng ở phim trường. Chỉ cần tôi nói cho cô ta biết chuyện nhà họ Cao bị nhà họ Phó chèn ép vì Tô Mộc, cô ta nhất định cũng sẽ không tha cho Tô Mộc. Vậy, có Tam thiếu này, có phải đã thích con nhỏ phá gia chi tử Tô Mộng rồi không? Tôi nghĩ là vậy. Nếu mà bám víu được vào nhà họ Phó, nhà họ Tô chúng ta chẳng phải phất lên rồi sao? Mấy người muốn đi xem không? Tôi có thể đưa mấy người đi. Anh cả, anh đưa cái đó cho mẹ xem thử. Đây là cách thắt nút bình an mà mẹ thiết kế. Chỉ em gái mới biết. Em tìm thấy em gái rồi sao? Em tìm thấy em gái rồi sao? Tạm thời vẫn chưa chắc chắn, nhưng em định đưa cô ấy đến đoàn phim của em. Đợi lát nữa em bận xong sẽ hỏi cô ấy. Ý em là Tô Mộng sao? Phải. Em luôn cảm thấy cô ấy rất giống em gái. Kể cả cô ấy không phải, em cũng có thể tìm thấy em gái thông qua cô ấy. Đạo diễn có việc gấp tìm anh, cô ở đây đợi tôi một lát. Vâng. Nếu Tô Mộng nhà ta mà gặp được với Phó Tam thiếu, tiểu dã còn lo gì chuyện vợ nữa. Dạy dỗ cô ấy nhiều hơn để học cách lấy lòng Tam thiếu. Đừng để con vịt đến tay lại bay mất. Cô là fan của ai vậy? Sao lại lẻn vào đây? Không phải, tôi. Phó thiếu gia bảo tôi đi cùng. Sao tôi thấy cô quen thế? Cô chính là cô gái bán hàng lên hot search cùng Tam thiếu đúng không? Tôi vất vả lắm mới được đóng chung phim với Tam thiếu. Chính cô mà hot search của tôi bị cướp hết rồi. Thả tôi ra, tôi đã nói là hiểu lầm rồi mà. Phó Tam thiếu cũng đã lên tiếng đính chính rồi. Cao tiểu thư, chính là Tô Mộng này. Đã khiến hợp tác giữa Cao gia và Phó gia bị hủy bỏ. Tam thiếu còn tuyên bố sẽ phong sát Cao gia. Cái gì? Được lắm cô gái, thủ đoạn thật cao tay. Cô không phải thích ve vãn đàn ông sao? Hôm nay đoàn phim đang thiếu diễn viên đóng thế cảnh nóng. Để tôi cho cô cởi cho đã. Thả tôi ra. Cũng gà đấy, thả tôi ra. Ai mà chẳng biết giả nai. Cao tiểu thư. Anh Chi Dương, em chỉ có ý tốt nhắc nhở cô ta giữ khoảng cách với anh. Không ngờ cô ta lại mắng em. Cô ta còn đẩy em nữa. Em, đúng vậy, tôi cũng thấy. Không ngờ lại giả vờ đáng thương đến vậy. Thật độc ác. Tôi không có đẩy cô ta. Không có, cô không đẩy. Chẳng lẽ San San tự ngã xuống sao? Anh Chí Dương, đều tại cô ta cả. Hôm nay tôi không thể quay phim được nữa rồi. Tiền bồi thường 2 triệu. Đủ chưa? Ông già, ông nghe thấy chưa? Con nhỏ đó chỉ bị sức đầu gối thôi mà được bồi thường 2 triệu đấy. Kiếm tiền kiểu này nhanh thật đấy. Ảnh đế kia lại quan tâm Tô Mộng nhà mình đến vậy. Nếu Tô Mộng mà bị gãy tay gãy chân ở đây, tôi đòi 5 triệu cũng không quá đáng chứ nhỉ? Hay là thế này đi, chúng ta đòi luôn 10 triệu đi. Tôi thấy được đấy. Con gái này mua về đúng là không uổng công mà. Anh Chí Dương, anh có ý gì vậy? Anh lại vì người phụ nữ này mà dùng tiền để sỉ nhục tôi. Cao San San, người đứng cạnh tôi là ai thì không cần cô phải lo. Nếu cô còn dám động vào Tô Mộng dù chỉ một lần nữa, tôi sẽ khiến cô và bố mẹ cô cùng nhau biến mất khỏi Bắc Thành. Mẹ xem cái này đi. Nữu nữu.
chỉ có Nữu Nữu mới biết bộ kiểu này thôi. Cảnh Sâm, mọi người tìm thấy Nữu Nữu rồi phải không? Mau đưa ta đi gặp con bé. Chỉ có Nữu Nữu mới biết bộ kiểu này thôi. Các con tìm thấy con bé rồi. Mẹ, đây là do Tô Mộng buộc cho em ba. Em ba đã hỏi rồi, Tô Mộng nói là người khác dạy cô ta buộc đấy. Em ba đã chụp ảnh lại để con đưa mẹ xác nhận. Kiểu buộc này ngoài tôi ra, chỉ có Nữu Nữu mới biết, tôi không thể nhận nhầm được. Cảnh Sâm, vậy bây giờ, con bé đang ở đâu? Em ba đưa con bé đến phim trường rồi, vậy thì bảo nó mau đưa con bé về đây. Thôi, chúng ta đến đó ngay bây giờ. Phó Chí Dương, anh lại vì con nhỏ bán hàng đê tiện này mà đối xử với tôi như vậy. Cao San San, cô ngậm miệng lại cho tôi. Nếu cô còn không chịu yên phận, đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi đoàn phim. 10 triệu sắp vào tay rồi. Tô Mộng, con khốn này, buông tôi ra. Tô Mộng, nhanh tránh ra. Tô Mộng, Tô Mộng, nhanh gọi xe cấp cứu. Mẹ, anh, con muốn về nhà. Tô Mộng, Tô Mộng, em vừa nói gì? Đưa đến bệnh viện trước đã rồi tính. Được. Tuyển Oanh, cô biết Tiểu Mộng ở đâu không? Cô ấy bị thương nặng như vậy, chúng ta phải đòi lại công bằng cho cô ấy. Cô ấy chắc đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Đi nào, tôi đưa các người đi. Được, được. Mẹ. Con yêu. Con tỉnh rồi, người còn đau không? Dì ơi, con không sao. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Đứa trẻ ngốc này nói gì vậy? Dì. Con yêu. Mặt dây chuyền bình an này là con làm sao? Vâng, là con làm. Con yêu, ai dạy con làm vậy? Tiểu Mộng à, sao con lại bị thương nặng như vậy? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống sao đây? Các người phải bồi thường, con gái tôi bị thương nặng như vậy, chuyện này các người phải chịu trách nhiệm. Các người là bố mẹ của Tô Mộng sao? Tất nhiên rồi, Tiểu Mộng à, nhưng nó là con gái ruột của chúng tôi, được nâng niu từ bé. Hôm nay các người làm con bé bị thương nặng như vậy, các người phải cho tôi một lời giải thích. Tô Mộng, đứa trẻ này nhìn thật đáng yêu. Tiếc là cô bé không phải là Nữu Nữu của tôi. Tô Mộng, những gì họ nói là thật sao? Là thật. Hỏi đông hỏi tây, các người muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay dù ai đến cũng phải bồi thường. Đúng, bồi thường. Vậy cô muốn bao nhiêu? 10 triệu. Các người thật sự bán tôi với cái giá hời đấy. Dì đừng đưa cho họ. Họ chính là lũ ma cà rồng bám trên người con hút máu. Con bé này nói năng kiểu gì vậy? Hai chúng ta nuôi con lớn đến chừng này dễ làm sao? Con lại đối xử với chúng ta như vậy sao? Nhưng con đã trả đủ rồi. Từ hồi con học cấp 3, hai người đã ép con bỏ học đi làm. Tất cả số tiền con kiếm được đều bị hai người lấy hết. Đồ ăn thức uống của con đều là đồ thừa các người không cần nữa. Hai người chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con. Sao nào, con thật sự muốn được người ta nâng niu chiều chuộng như tiểu thư khuê các sao? Với cái số phận của con, ngay cả bố mẹ ruột cũng không cần con nữa. Con thật sự coi mình là cái thá gì rồi? Câm miệng. Sao lại nói hết ra ngoài vậy? Cô nói gì cơ? Tô Mộng không phải con gái ruột của hai người. Dì ơi, thực ra con là do họ mua về. Cô ấy là Nữu Nữu. Cô ấy chắc chắn là Nữu Nữu rồi. Được rồi. Số tiền này tôi có thể đưa cho các người, nhưng Tô Mộng thuộc về tôi. Đồng ý.
ký xong rồi. Đừng quá đau lòng nhé. Chậu hoa là do họ đẩy xuống. Ngay từ đầu, họ đã muốn lấy mạng cô để đổi lấy tiền. Cảnh Sâm, ta không muốn thấy máu trong phòng bệnh. Chuyện còn lại giao cho con. Vâng ạ. Đừng, đừng mà. Chúng tôi không cần tiền nữa, được chưa? Tô Mộng, con mau xin tha cho họ đi. Xin tha mạng, nói vài câu tốt đẹp đi chứ. Đồ vong ân bội nghĩa, cô sẽ không chết tử tế đâu. Con yên tâm đi. Sau này sẽ không có ai bắt nạt con nữa. Con thật sự cảm ơn dì rất nhiều. Mình vẫn muốn hỏi trước đã. Tránh việc càng hy vọng càng thất vọng. Con à, dì còn vài việc muốn hỏi con. Lần này dì đến Thành Tây chính là để tìm con gái của dì. Cũng chính là đứa trẻ biết thắt nút bình an. Con à, con gái tôi có một chiếc khóa trường thọ. Là khi nó 5 tuổi, dì đã đặc biệt tìm người đặt làm riêng cho nó. Cưng à, em đang làm gì vậy? Tô Dã. Tô Dã, lát nữa anh giúp em một việc nhé. Sau khi việc thành công muốn bao nhiêu tiền cũng có. Thật à? Thật đấy. Dì muốn hỏi cháu. Cháu có chiếc khóa trường thọ này không? Tô Mộng, vừa rồi, cô nói gì? Cứ đưa đến bệnh viện trước đã, được. Mẹ, anh, con sẽ còn được gặp lại mọi người chứ, phải không? Rõ ràng mình cũng bị nhà mình bán đi mà. Tô Mộng, tại sao cô lại là thiên kim tiểu thư nhà họ Phó chứ? Nhưng mà, tất cả của cô sẽ sớm thuộc về tôi thôi. Tô Mộng, cô không sao chứ? Tôi đưa Tô Dã đến thăm cô này. Cái này của cô ở đâu ra vậy? Gì ạ? Đây là quà sinh nhật mẹ tôi tặng tôi lúc 5 tuổi. Tôi bị nhà mình bán đi từ khi còn rất nhỏ. Tôi chỉ còn lại mỗi thứ này là món đồ mẹ tôi tặng. Đúng rồi, nữ nữ, mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Nữ nữ, cái gì? Cô là mẹ tôi. Mẹ! Chiếc khóa trường thọ đó rõ ràng là của tôi mà. Sao cô có thể cướp mẹ của tôi chứ? Chị! Chiếc khóa trường thọ này rõ ràng là của Uyển Oanh mà. Từ bao giờ mà mày có khóa trường thọ vậy? Tô Mộng à, Tô Mộng. Nếu cô ta quay về nhà họ Phó, mình sẽ chẳng được gì cả. Nhưng nếu Uyển Oanh trà trộn thành con gái nhà họ Phó, mình có thể nhận được một khoản tiền kếch dù. Tiểu Mộng, con có muốn về nhà cùng chúng ta không? Nếu đã rời khỏi cái nhà họ Tô này, thì về cùng dì luôn. Có nữ nữ làm bạn cũng tốt. Mẹ thật tốt. Con tin rằng nếu có Tô Mộng ở bên cạnh, chắc chắn con sẽ rất vui. Tô Mộng, nếu cô còn nói lung tung, tôi không đảm bảo an toàn cho mẹ cô đâu. Nữ nữ à, sau này đây chính là nhà của con. Lát nữa mẹ sẽ bảo quản gia đưa con đi xem phòng. Bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn luôn để trông nó. Chỉ chờ một ngày tìm được con trở về. Cảm ơn mẹ. Nhà họ Phó thật giàu có, quả nhiên là gia tộc giàu nhất Bắc Thành. Tốt lắm, tất cả sẽ là của mình. Bây giờ phải loại bỏ mối đe dọa Tô Mộng này. Nữ nữ, con xem mẹ vui quá, lúc nãy ở bệnh viện suýt quên mất. Lại đây nào. Đây là anh cả của con, Phó Cảnh Thâm. Anh cả, còn đây là anh ba của con, Phó Chi Dương. Hồi nhỏ nó rất thích quậy phá với con ấy. Con còn nhớ không? Mẹ, đã lâu như vậy rồi, con không nhớ rõ lắm. Bao nhiêu năm qua, con gái mẹ khổ sở quá. Lát nữa anh hai con về, mẹ sẽ giới thiệu hai đứa làm quen. Vâng.
Họ đang nghi ngờ mình sao? Em gái, chào mừng em về nhà. Cảm ơn anh cả. Em gái không nhớ ám hiệu nữa rồi. Sao cô ta lại biết? Tiểu Mộng, sau này đây cũng là nhà của con. Có chuyện gì cứ nói với dì. Có dì ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu. Cái này là chút lòng thành của dì dành cho con. Sau này con và nữ nữ phải hòa thuận với nhau đấy. Anh cả, em luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nói cô ta thực sự là em gái chúng ta sao? Anh cũng đang nghi ngờ. Chuyện này anh sẽ cho người điều tra kỹ càng. Mình cảm thấy Tô Mộng giống em gái hơn. Tô Mộng, tôi cảnh cáo cô, có vài chuyện tốt nhất nên để thối giữa trong bụng. Nếu không, tôi sẽ đổi thuốc của mẹ cô, xem mạng mẹ cô cứng đến đâu. Đừng. Mình không thể để cô ta làm hại mẹ mình. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Ôi, Tô Mộng à. Cưng à, anh đã giúp em chuyện lớn như vậy, em phải nhận tiền rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, biết chưa? Hiểu rồi. Các người đang làm gì vậy? Được lắm, Tô Dã. Hèn chi ở bệnh viện cậu bên vực Hạ Tiền Oanh. Cậu rõ ràng biết cái khóa trường mệnh đó là do tôi đeo từ nhỏ. Chị, anh đây gọi là biết thời thế, hiểu không? Không phải chị quay về phó thị thì em lấy đâu ra tiền. Thà em giúp Huyền Oanh còn hơn. Cậu, Tô Mộng, cô có xinh đẹp hơn nữa thì có ích gì? Tất cả mọi thứ của cô đều là của tôi. Hạ Huyền Oanh thật thì không thể giả, giả thì không thể thật. Thân phận của cô sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Phó Yên Hoa bây giờ chỉ cảm thấy có lỗi với tôi, còn đang cưng chiều tôi chưa hết nữa là. Chỉ cần tôi khóc một cái thôi, bà ta sẽ chẳng tin nửa lời cô nói. Cô mặt dày thật. Không phải. Tôi sẽ không để các người lấy một xu nào của nhà họ Phó đâu. Tô Mộng, đừng ép tôi tát cô đấy. Các người đang cãi nhau cái gì vậy? Số tiền này ở đâu ra? Anh cả, Tô Mộng đúng là đồ ăn cháo đá bát. Mẹ nuôi nấng, chăm bẵm cô ta, thế mà cô ta còn dám ăn trộm tiền nhà mình, tiếp tục chu cấp cho em trai cô ta. Không phải tôi, là bọn họ. Chị bảo chị đã dọn vào nhà họ Phó rồi mà, chị có nỡ lòng nào để em trai mình ra đường ngủ sao? Tô Dã, cậu nói bậy gì đấy? Rõ ràng là cậu và Hạ Biển Oanh cấu kết với nhau bị tôi phát hiện. Tô Mộng, tự chị là yêu em trai cuồng si, đừng có hắt nước bẩn lên người tôi. Chị, thực sự không phải tôi. Anh, em mới là em gái ruột của anh. Anh không tin em mà tin cô ta. Vậy em gái muốn, em phải đuổi con ký sinh trùng Tô Mộng này ra khỏi nhà họ Phó. Đừng, đừng đuổi tôi đi. Tôi có 1 triệu đây. Cầm lấy tiền, đừng để tôi nhìn thấy cô ở nhà họ Phó nữa. Em gái, em và bạn trai em tốt nhất cũng đừng gặp nhau nữa, sớm chấm dứt quan hệ đi. Anh cứ đi như vậy sao? Đến đây là kết thúc. Không thể giữ Tô Mộng này lại nữa, phải nghĩ cách giải quyết mới được. Anh cả và anh ba vẫn còn nghi ngờ mình. Còn anh hai nữa, có thể lợi dụng một chút. Tô Mộng, nếu cô thân bại danh liệt, tôi xem cô còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Phó nữa. Mẹ, anh, Tiểu Mộng, lại đây ngồi cùng nào. Mẹ mua cho con nhiều quần áo quá, con mặc không hết, đẹp không? Con gái cưng của mẹ mặc gì cũng đẹp. Tô Mộng,
vào bếp phụ một chút nào. Tô Mộng, đừng trách tôi ác, đây cũng là do cô ép tôi. Anh cả và mọi người vẫn luôn nghi ngờ Tô Mộng mới là em gái. Tôi cũng thấy giống. Qua đó xem sao, mẹ, con ra ngoài một chút. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Ôi chao, con dám chống cự nữa hả? Thật sự tưởng mình là tiểu thư nhà giàu sao? Cô chỉ là con chó hoang được phu nhân mang về mà thôi. Tô Mộng, nghe nói cô không từ thủ đoạn quyến rũ cậu ba. Vì muốn vào nhà họ Phó, cô thật sự cái gì cũng dám làm nhỉ? Tôi xem cô mất mặt mũi này rồi, còn quyến rũ ai được nữa? Các người làm vậy, không sợ phu nhân mắng sao? Còn dám lấy phu nhân ra dọa tôi? Tôi được tiểu thư che chở đấy. Chẳng lẽ phu nhân lại làm khó tôi sao? Các người đang làm gì vậy? Nhị thiếu gia, chúng tôi chỉ muốn xin cô Tô Mộng chỉ dạy vài món ăn gia đình đặc sắc vùng Tây Thành thôi. Ai ngờ cô ta lại giở trò làm loạn trong bếp. Phu nhân và thiếu gia đối xử tốt với cô ta như vậy, cô ta lại không biết ơn gì cả. Đúng vậy. Tôi chỉ bảo cô ta làm chút việc, cô ta đã lên mặt ta đây rồi. Đủ rồi. Tự mình đi tìm quản gia nhận phạt đi. Nếu còn lần sau nữa, các người cút khỏi nhà họ Phó cho tôi. Xin lỗi nhị thiếu gia, chúng tôi biết lỗi rồi. Em rửa qua bằng nước trước đi. Lát nữa bôi thuốc vào. Thuốc ở đây, nhớ lát nữa bôi vào đấy. Chúng ta cùng ra phòng khách thôi, tôi muốn nhân cơ hội này nấu cho dì mấy món. Dù sao thì những việc tôi có thể làm cho dì cũng không nhiều. Có cơ hội nấu ăn cho mẹ, thật tốt quá. Anh hai, sao anh lại đuổi hết mọi người đi vậy? Thân phận của nữ nữ, anh nghĩ vẫn còn có chút vấn đề. Chỉ là tâm trí của mẹ bây giờ đều đặt hết lên người cô ta. Chúng ta chỉ có thể bí mật điều tra. Không có gì, nữ nữ. Tí nữa ở bữa tiệc gia đình, em có thể làm cho anh một ít nước ép sơn trà được không? Nước ép sơn trà. Hồi nhỏ anh không có khẩu vị, mẹ thường dẫn em làm cho anh. Nữu nữu không quên chứ? Nữu nữu, không quên chứ? Anh hai, cái này, sao em có thể quên được? Vậy thì tốt, có thể uống lại được nước ép sơn trà do nữu nữu làm, đời này không còn gì hối tiếc. Tô Mộng, cái khóa trường mệnh này, tôi có thể trả lại cho cô. Nhưng cô phải giúp tôi một việc. Cô muốn làm gì? Giúp tôi làm nước ép táo gai để xóa tan nghi ngờ của Phó Tư Niên về tôi. Nhưng chuyện này không thể để người khác biết. Nếu không, cô sẽ không bao giờ được nhận mẹ. Được. Tôi đồng ý với cô, hy vọng cô giữ lời. Tất nhiên. Tô Mộng, lần này tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt trước mặt mọi người. Thuốc trị bỏng cho cô đây, sao cô không bôi? Bận quá nên quên mất. Để lâu sẽ bị sẹo đấy. Cô giống em gái tôi hồi nhỏ, lần nào cũng phải tôi đuổi theo bôi thuốc cho nó. Anh hai. Ai đấy? Ai đấy? Nhị thiếu gia, phu nhân gọi cậu dùng bữa. Vâng, tôi biết rồi. Chúng ta cùng đi thôi.
Anh hai đến rồi. Tô Mộng. Hôm nay cả nhà đoàn tụ, cô làm mặt lạnh như vậy là sao? Gia đình các người. Mẹ nhìn xem, Tô Mộng lườm con. Tiểu Mộng chắc cũng nhớ mẹ lắm, con bé vẫn chưa được đoàn tụ với gia đình. Con hãy thông cảm cho con bé một chút, mẹ. Tiểu Mộng, ngồi xuống ăn cùng đi, đây cũng là nhà của con. Mẹ ơi, mẹ thử món này xem, ngon lắm. Ai nấu món này vậy? Là Tô Mộng, Tiểu Mộng, không ngờ con còn có tài nấu nướng này. Mẹ thích là tốt rồi. Hôm nay, con xin kính mẹ và các anh, chúc mừng gia đình chúng ta cuối cùng đã đoàn tụ. Em gái, nước ép táo gai này thật sự là do em tự làm sao? Em gái, nước ép táo gai này thật sự là do em tự làm sao? Lúc đó mẹ gọi em đi thay đồ, nên em đã đưa công thức và cách làm cho Tô Mộng. Tô Mộng giúp em làm. Hèn gì có vị lạ. Mẹ, con thấy hơi khó chịu, con về phòng nghỉ trước đây. Được rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ôi mẹ ơi, con vẫn hơi lo lắng cho anh hai, Tô Mộng, cô mang cho anh ấy cốc nước nhé. Tô Mộng, cô còn mặt mũi nào ở lại đây nữa? Phu nhân, không ổn rồi, Tô Mộng và nhị thiếu gia. Nói cho rõ ràng, tôi thấy Tô Mộng vào phòng nhị thiếu gia. Rồi trong phòng phát ra tiếng đó. Nữu nữu, đi lên lầu với mẹ chút nào. Anh sao rồi? Tiêm thuốc an thần rồi, lát nữa sẽ ổn thôi. Tô Mộng. Bảo lên đưa nước cho anh hai mà chạy lên quyến rũ người ta. Nói bậy bạ gì đó, tôi không có. Chưa á, trước đây ở quán, cô toàn thích ve vãn khách. Không ngờ cô ăn mặc dễ thương như vậy mà vẫn không thay đổi bản chất hư hỏng. Cô nói là cô không quyến rũ anh hai tôi. Cái gì đây? Coi chúng tôi như người điếc người mù à? Đủ rồi. Anh, Tư Niên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ, nước sơn trà lúc nãy bị bỏ thuốc. Tốt lắm, Tô Mộng. Thủ đoạn hèn hạ như vậy mà cô cũng dám dùng. Mẹ không thể để Tô Mộng ở lại nhà họ Phó nữa. Con không có, con không bỏ thuốc. Dì Phó, dì tin con. Tô Mộng, đừng ở đây mặt dày mày dặn nữa. Còn cô là cái thá gì mà dám quyến rũ anh hai tôi? Mẹ, là con bảo cô ấy đưa thuốc lau mồ hôi. Anh hai, em mới là em gái ruột của anh. Cô ta chỉ là một con hồ ly tinh, anh đừng để bị cô ta lừa. Hạ Huyền Oanh, cô đừng có ở đây mà vu oan giá họa cho người khác. Cô tưởng tôi không có bằng chứng sao? Tô Mộng, những trò giả đáng thương quen thuộc của cô, tôi đã biết tỏng rồi. Tô Mộng, cô còn gì muốn giải thích nữa không? Tô Mộng, cô còn gì muốn giải thích nữa không? Tôi tốt bụng cưu mang cô, không ngờ trong nhà lại nuôi phải một con sói đội lốt da cừu. Tôi không có. Dì nghe con giải thích đã, con cũng không biết tại sao trong nước sơn trà lại bị bỏ thuốc. Là Hạ Uyển Oanh, chắc chắn là cô ta giở trò quỷ quái. Đủ rồi, cô còn muốn đổ oan lên đầu nữ nữ nữa sao? Nữ nữ nó hiền lành như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế được? Con mới là... Mẹ, mẹ đừng nóng giận hại thân. Con sẽ bảo người mang thuốc đến ngay. Không được, mạng của mẹ đều nằm trong tay Hạ Uyển Oanh rồi. Tô Mộng, cô dừng tay. Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Tư Niên, con có biết mình đang làm gì không? Người hạ độc, ít có khả năng là Tô Mộng nhất. Chuyện hạ độc này, ít có khả năng là Tô Mộng nhất. Anh hai, sự thật rành rành ra đấy, sao anh còn bênh vực cô ta? Không phải cô ta thì chẳng lẽ là nữ nữ sao? Mẹ, chuyện này con sẽ điều tra cho rõ ràng. Không được, mẹ không thể giữ một quả bom hẹn giờ bên cạnh nữ nữ. Mẹ, con cũng tin chuyện này không phải Tô Mộng làm. Nếu thật sự là cô ta làm, tại sao lại chọn nơi công cộng mà hạ độc?
Nếu cô ta thật sự có ý đồ đó, chẳng phải nên lén lút làm chuyện này sao? Đúng vậy mẹ, đừng có mà trách oan cho Tô Mộng. Xem ra đúng là mình đã trách oan cho Tô Mộng rồi. Nếu mọi người đã nói vậy, trước tiên cứ để cô ấy ở lại, điều tra rõ ràng đã. Xem ra ba anh em bọn họ vẫn không tin tưởng mình. Mình phải nhanh chóng giải quyết Tô Mộng mới được. Alo, em yêu, cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi. Tô Dã, giúp tôi giải quyết con nhỏ đáng yêu Tô Mộng kia đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho anh, được đấy. Vừa hay số tiền 1 triệu kia cũng tiêu gần hết rồi. Cứ để tôi lo, con khốn Tô Mộng kia không dễ đối phó đâu. Ba anh em nhà họ Phó hình như biết gì đó, đều đang bao che cho cô ta. Chẳng phải cô quên rồi sao? Cái nhà họ Phó này là do bà Phó quyết định. Chỉ cần bà ấy muốn đuổi Tô Mộng đi thì ai có thể ngăn cản chúng ta. Đúng vậy. Tôi chỉ cần giải quyết cô ta là đủ rồi. Tô Mộng, đi với tôi. Cô làm gì vậy? Làm gì? Dĩ nhiên là đuổi cô rời khỏi nhà họ Phó rồi. Không thể nào, đây là nhà của tôi. Phó Yên Hoa bây giờ hận không thể đưa hết mọi thứ cho tôi. Kể cả bây giờ tôi muốn mạng của bà ta cũng sẽ đưa cho tôi. Cô lấy gì để đấu với tôi? Tốt nhất là ngoan ngoãn cút khỏi nhà họ Phó đi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền để sống một cuộc sống sung túc. Cô giả mạo thân phận của tôi, không thể lừa được bọn họ cả đời. Muốn cho bọn họ tin tôi, thật ra rất đơn giản. Chỉ cần cô bị nhà họ Phó ghét bỏ, tôi có thể yên ổn ngồi vững vị trí tiểu thư nhà họ Phó. Tô Dã sao còn chưa ra? Cô làm cái gì vậy? Chị cũng đừng trách em nhé. Muốn trách thì trách bản thân cô ta đi, một đồng cũng không cho. Thay vì vậy, chi bằng tôi giúp Huyền Oanh còn hơn. Tô Dã, sao cậu lại hồ đồ như vậy? Hạ Huyền Oanh chính là một con rắn độc, sớm muộn gì cũng hại chết cậu. Tô Dã, dừng tay. Xong chưa? Các người cố ý. Các người muốn gì? Tôi muốn xem thử tiểu thư nhà họ Phó đáng giá bao nhiêu tiền. Hai người lại dám cấu kết lừa người khác. Nhà họ Phó mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu. Tô Mộng, lo cho bản thân mình trước đi. Có ý gì? Chuyển 200 triệu vào tài khoản này trong vòng 5 phút. Chậm một giây thì con gái bà sẽ mất mạng. Trong vòng 5 phút, chuyển 200 triệu vào tài khoản này, chậm một giây là con gái bà mất mạng. Cảnh Sâm, mau chuyển tiền cứu người trước đã, mẹ. Thưa phu nhân, lúc nãy tôi thấy tiểu thư bị một người đàn ông bắt cóc. Người đàn ông đó hình như là em trai của Tô Mộng. Tô Mộng hiện giờ đang ở đâu? Thưa phu nhân, chúng tôi cũng không biết. Xem ra rốt cuộc vẫn là do mình hại nữ nữ rồi. Đáng lẽ ra mình nên nghe lời nữ nữ, đuổi cô ta đi từ sớm. Tự nhiên, con mau điều tra xem Tô Mộng rốt cuộc đang ở đâu. Nếu nữ nữ có mệnh hệ gì, ta nhất định bắt cô ta trả giá gấp trăm lần. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ đi sắp xếp ngay. Nhanh lên. Mẹ, anh. Dì Phó, Tô Mộng. Sau này tránh xa nữ nữ của tôi ra. Mẹ, chính là Tô Mộng này. Cô ta cấu kết với Tô Dã bắt cóc con. Anh ta biết mẹ sẽ không cho con gả cho anh ta. Cho nên anh ta và Tô Mộng cấu kết với nhau. Muốn chiếm đoạt tiền của nhà họ Phó chúng ta. Không tin thì các người xem điện thoại trên tay cô ta đi. Không phải tôi quay. Không phải cô, sao cô lại ở đây? Tô Mộng, nhà họ Phó tôi đối xử với cô không tệ chứ. Cô có oán hận gì trong lòng mà lại ra tay độc ác với nữ nữ như vậy? Tô Mộng, nếu như tôi có chỗ nào có lỗi với cô, tôi có thể xin lỗi cô.
Nhưng cô không thể hãm hại tôi như vậy. Cô đang đâm thẳng vào tim mẹ tôi đấy. Nữu Nữu, con không cần phải xin lỗi cô ta. Tô Mộng, không ngờ cô lại như vậy. Không phải vậy. Là Tô Dã và cô ta ép con đến đây. Con căn bản cái gì cũng không biết. Con cũng không hề muốn bắt cóc họ. Cô còn dám nói dối ở đây nữa à? Tất cả bằng chứng đều chỉ vào cô. Cô còn ở đây mà nói cả nữa à? Không phải, tất cả đều không phải con làm, con không làm. Điều tôi hối hận nhất bây giờ chính là đã đưa cô đến nhà họ Phó. Mẹ, chuyện này cứ để con lo, con sẽ điều tra, nhất định sẽ làm rõ trắng đen. Bây giờ, con sẽ gọi điện cho quản gia Lưu. Bảo ông ấy tìm kiếm tất cả video giám sát xung quanh. Mẹ. Nữu Nữu. Suốt đời này con sẽ không bao giờ quên chuyện hôm nay. Nếu những bức ảnh này bị lan truyền ra ngoài, sau này con còn mặt mũi nào nữa? Mẹ, con vừa về đã làm mẹ mất mặt. Con thà chết quách đi cho xong. Nữu Nữu, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ xóa sạch tất cả những bức ảnh này. Mẹ, con không muốn gặp lại cô ta nữa. Chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta là con lại nhớ đến bộ dạng thèm thuồng của Tô Dã trên người con. Mẹ, đuổi cô ta đi, đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Phó. Mẹ, Hạ Huyền Oanh, tôi đã hiểu rồi. Cô chính là muốn lợi dụng dì Phó để đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Tô Mộng, không ngờ con bé này lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Tôi thật sự đã nhìn lầm cô. Quỳ xuống cho tôi, quỳ xuống xin lỗi Nữu Nữu. Không, tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn. Được rồi, Tô Mộng, tôi sẽ cho cô nếm trải cái gọi là tự biên tự diễn là như thế nào. Đừng mà, chuyện này không phải con làm, dì phải tin con. Tô Mộng, điều cô không nên làm nhất chính là ra tay với Nữu Nữu. Dám động đến con của Phó Yên Hoa tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Hạ Huyền Oanh căn bản không phải con gái của cô. Cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo, cô còn dám đổ oan cho Nữu Nữu. Nhanh lên, cởi sạch quần áo của nó ra cho tôi, cho ảnh và video khỏa thân của nó lan truyền khắp mạng. Đừng mà, xin đừng làm vậy. Con mới là con gái của gì, con mới phải. Tô Mộng, cô còn dám bịa ra loại chuyện hoang đường này. Xem ra tôi đã quá tốt với cô rồi, nhanh lên, ra tay đi. Mẹ ơi, con mới là Nữu Nữu. Dừng tay. Dừng tay. Các người đến đây làm gì? Bây giờ các người không phải nên lên lầu chăm sóc Nữu Nữu sao? Em không muốn bị chụp ảnh khỏa thân. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Chụp ảnh khỏa thân. Mẹ, mọi người thật quá đáng. Phó Chi Dương, Nữu Nữu bây giờ đêm nào cũng không dám ngủ. Tất cả đều là do Tô Mộng gây ra. Ta nói cho con nhớ lấy. Nữu Nữu mới là em gái con. Mẹ, chuyện này con vẫn đang điều tra. Chỉ khi điều tra rõ chân tướng mới là cách tốt nhất để trả lời cho em gái. Cô yên tâm, ba anh em chúng tôi tuyệt đối sẽ không để em gái chịu chút ấm ức nào. Ta chỉ cho các con 2 ngày. Không tìm thấy bằng chứng, ta sẽ khiến cho Tô Mộng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Tô Mộng, cô tốt nhất nên nhận thức rõ thân phận của mình. Nếu không, ba người bọn họ cũng không giúp được cô đâu. Mẹ ơi mẹ. Tô Mộng. Tô Mộng, Tô Mộng. Anh cả, Tô Mộng thế nào rồi? Vừa uống thuốc an thần, tạm thời ngủ rồi. Anh hai, thời gian mẹ cho không còn nhiều nữa. Camera giám sát mà anh bảo điều tra thế nào rồi? Video giám sát trong khu nhà đều bị người ta phá hoại rồi, làm rất triệt để, không có cách nào khôi phục. Em không tin người ở phòng giám sát sẽ nghe lời Tô Mộng. Mấy người có phát hiện ra không? Từ khi Hạ Uyển Oanh đến nhà chúng ta thì cứ luôn tìm cách đuổi Tô Mộng ra ngoài. Đúng vậy, hơn nữa cô ta chỉ có chiếc khóa trường thọ, chuyện lúc nhỏ cái gì cũng không biết. Điểm này rất kỳ lạ, chiếc khóa trường thọ đó có phải của cô ta hay không? Cũng khó nói. Alo, Tô Dã. Cô ta không phải nằm liệt giường rồi sao? Ôi Tô Dã, chiêu đó của anh cao tay thật đấy. Thái độ của Phó Yên Hoa đối với Tô Mộng đã thay đổi 180 độ rồi. Rất nhanh thôi, bà ta sẽ đích thân đuổi đứa con gái ruột của mình ra khỏi nhà họ Phó. Được rồi, bảo bối, giàu sang phú quý nửa đời sau của tôi đều trông cậy vào cô đấy. Tô Mộng quả nhiên là em gái của chúng ta, em sẽ đi nói với mẹ. Nói xuông không có tác dụng, ngược lại sẽ liên lưu đến Tô Mộng bị đuổi ra ngoài. Phải để mẹ hoàn toàn tin tưởng mới được. Tô Mộng, cô đến tìm mẹ tôi sao? Có phải lời tôi muốn nói với dì Phó?
Có lẽ bây giờ bà ấy không muốn gặp tôi. Cô đừng buồn. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời cho mẹ tôi. Tô Mộng, tôi cảnh cáo cô. Có vài chuyện tốt nhất nên chôn chặt trong bụng. Nếu không, tôi sẽ đổi thuốc của mẹ cô đấy. Xem thử mẹ cô mạng cứng đến cỡ nào. Thôi, để tôi tự nói với bà ấy vậy. Em gái, em ráng chịu thêm chút nữa nhé. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ vạch trần thân phận thật sự của kẻ giả mạo đó. Mẹ. Sao, lại đến vì con nhỏ Tô Mộng nữa hả? Mẹ đã bảo rồi, đừng quan tâm đến nó nữa. Mẹ, tuy cái khóa trường mệnh là manh mối tìm em gái, nhưng đâu thể nói ai đeo nó vào người thì người đó là em gái mình được chứ. Chị Dương, con có ý gì vậy? Từ nhỏ con đã thích trêu chọc nữ nữ. Bây giờ mẹ khó khăn lắm mới tìm được con bé về, con lại còn muốn đuổi con bé đi nữa. Làm anh mà như các con sao? Các anh nhìn cái xó xỉnh ở phía tây thành phố đó xem, 16 năm qua con bé đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, các anh chẳng xót xa chút nào sao? Mẹ, chúng con cũng thương em gái lắm chứ, nên trong chuyện này, chúng con không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không, cả chúng con lẫn em gái đều sẽ bị tổn thương. Vậy thì, chúng ta hãy phân tích cụ thể từ góc độ y học, nào, hãy cùng phân tích cụ thể nào, con sẽ làm xét nghiệm A doanh nghiệp cho em gái, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Anh cả, anh hai, anh ba. Các anh đang nghi ngờ em sao? Không ngờ về đến nhà rồi mà còn bị các anh nghi ngờ. Em có thể làm xét nghiệm A doanh nghiệp để chứng minh sự trong sạch của mình. Này nữ nữ. Các con nhìn lại mình xem, chọc nữ nữ giận rồi thì vui lắm phải không? Anh cả, mọi thứ đã sẵn sàng. Mẹ. Mẹ chẳng phải luôn tin chắc Hạ Uyển Oanh chính là nữ nữ sao? Vậy thì, các con xin mời mẹ xem kịch hay nhé. Sao Tô Dã lại ra nông nỗi này chứ? Tao không thể ở Bắc Thành này được nữa. Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới xem. Cô phải đưa tôi chừng này mới phải phép chứ. Tô Dã, giúp tôi đuổi Tô Mộng đi hoàn toàn. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Nếu không, tôi cũng không thể ở lại nhà họ Phó được nữa. Cô đừng hòng lấy được một xu nào hết. Hạ Uyển Oanh, cô tính toán hay lắm. Tôi nói cho cô biết nhé. Nếu cô không đưa tiền cho tôi sẽ nói hết chuyện của cô ra ngoài đấy. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Tôi không được hái ra gì thì cô cũng đừng hòng sống yên ổn. Trong thẻ này có 1 triệu. Phần còn lại đợi sau khi việc thành công. Tôi kế thừa tập đoàn Phó Thị rồi sẽ cho anh gấp đôi. Sao nữ nữ cứ khăng khăng muốn đuổi Tô Mộng đi vậy? Phải nói tiền của mấy người giàu có thật dễ kiếm. Ha 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 ha, được. Cứ yên tâm. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, tôi nhất định sẽ giúp cô. Từng đồng từng cắc của nhà họ Phó đều do mẹ và anh trai tôi vất vả làm ra. Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu lấy đi. Này này, Tô Mộng cô làm gì vậy? Tô Mộng, cô làm cái gì vậy? Tô Mộng, cô bị điên rồi à? Tôi nói cho cô biết, đừng cản đường tôi làm giàu. Tô Dã, sao cậu lại trở nên như thế này? Từ giờ trở đi, tôi không coi cậu là em trai nữa. Tô Mộng, tôi nói cho cô biết nhé, tôi còn thấy may mắn năm đó bố mẹ mua cô về đấy. Không phải là mua về cho tôi một thần tài sao? Tô Dã, đừng vội mừng. Đợi đến lúc thân phận giả mạo của Hạ Huyền Oanh bị bại lộ, nhà họ Phó sẽ không tha cho cậu đâu. Tô Mộng, đừng có ở đó lo bò trắng răng. Có cái khóa trưởng mệnh này, Phó Yên Hoa sẽ chỉ nhận tôi thôi. Mẹ cô, anh cô, tất cả của cô đều là của tôi. Tô Mộng chính là nữ nữ của mẹ. Sao có thể như vậy được? Đây là của tôi. Cút đi. Mẹ tôi nhất định sẽ nhận ra bộ mặt thật của cô. Ôi chao, đúng là tình mẫu tử thắm thiết nhỉ. Cho dù cô có tự mình đa tình thế nào thì Phó Yên Hoa có thèm nhìn cô lấy một cái không? Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã làm gì vậy? Trời ơi! Nữ nữ, mẹ xin lỗi con. Đừng mà. Tô Mộng, đến loại lời nói dối này cô cũng dám bịa ra được. Xem ra tôi đã quá tốt với cô rồi, mau động thủ đi. Tô Dã, ba đứa con trai nhà họ Phó đó khó đối phó quá. Giúp tôi làm một bản giám định A doanh nghiệp của Phó Yên Hoa. Sau khi việc thành, sẽ cho anh thêm 5 triệu nữa. Hạ Uyển Oanh, tôi tuyệt đối sẽ không để mẹ và các anh tôi tiếp tục bị các người lừa gạt nữa. Vậy còn Tô Mộng thì sao? Nếu lần giám định A doanh nghiệp này vẫn không thể đuổi cô ta đi,
Tôi sẽ giết cô ta. Cô muốn giết ai? Cô muốn giết ai? Mẹ! Ôi không, bà Phó! Tôi thực sự biết mình sai rồi. Tôi cũng không cố ý. Tôi cũng bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ. Tôi cũng muốn có mẹ. Vậy nên cô muốn đuổi con gái ruột của tôi đi sao? Không biết xấu hổ chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về con bé. Tôi thực sự biết mình sai rồi. Thực sự biết sai rồi. Tất cả là do Tô Dã. Anh ta bảo tôi giả làm con gái bà. Tôi đều bị anh ta ép buộc. Con mất dạy, đừng có lôi tôi xuống nước. Chẳng phải tất cả đều do cô đạo diễn sao? Người đâu, bẻ gãy chân nó cho tôi. Nhị thiếu gia phó, xin cậu tha mạng cho tôi nhị thiếu gia phó. Chị ơi, chị giúp em xin tha thứ đi. Dù sao chị cũng nên nhớ ơn nuôi dưỡng 16 năm của nhà họ tôi đối với bà chứ. Chị, 16 năm nay, nhà họ tôi chỉ có tính toán và bóc lột tôi. Tôi không nợ các người bất cứ điều gì. Chị. Chị. Hạ Huyền Oanh, xem như nể tình cô và tôi có tuổi thơ tương tự nhau. Lần này tôi sẽ tha thứ cho cô. Đường sau này, cô tự lo liệu lấy. Hạ Uyển Oanh, cô nên cảm thấy may mắn vì nữ nữ lương thiện. Nếu không tất cả những gì cô đã làm, tôi, Phó Yên Hoa nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết, còn không mau cút đi. Nữ nữ. Nữ nữ, mẹ sai rồi. Con tha thứ cho mẹ một lần được không? Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Nữ nữ. Nữ nữ. Đừng đuổi con đi nữa, được không? Được. 16 năm qua, con thực sự mỗi ngày đều nhớ mẹ và các anh. Mẹ. Mẹ sẽ không đuổi con đi. Sao mẹ nỡ lòng nào đuổi con đi chứ? Mẹ đây là... Nữ nữ, mẹ cũng muốn con tham gia quản lý tập đoàn. Đặc biệt bảo anh cả con sắp xếp cho con một chức vụ quan trọng trong công ty. Nhưng hiện tại con còn chưa quen thuộc với nghiệp vụ của công ty. Hơn nữa nếu thân phận của con bị bại lộ thì cũng sẽ không có ai dạy dỗ con đàng hoàng. Hay là con bắt đầu từ vị trí thực tập sinh nhé. Mẹ đừng lo, sẽ không ai bắt nạt con nữa. Hai người chính là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Được rồi. À đúng rồi, dạo này nhiều phóng viên giải trí gọi điện cho con. Hỏi con làm thế nào từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Con bị làm phiền quá, thực sự không còn cách nào khác. Nên con nói, thật ra con không phải con gái nhà họ Phó, là nhà họ Phó nhận nhầm người. Mẹ nhất định phải thống nhất khẩu cung với con nhé. Nhất định đừng để lộ ra nhé, con bé này. Có chuyện gì thì cứ nói với mẹ sẽ giúp con xử lý. Không cần đâu, việc của mình tự mình làm. Đây là điều mẹ dạy con từ nhỏ mà. Được rồi, đều nghe con. Cảnh Sâm. Ở công ty, con phải bảo vệ em gái cho tốt đấy. Mẹ yên tâm đi. Đi chậm thôi, cẩn thận đấy. Ôi, chị San San yên tâm đi. Chị giúp em vào tập đoàn Phó, em nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp chị làm việc. Có biết nhìn đường không vậy? Tô Mộng. Tô Mộng. Đây không phải là tiểu thư nhà họ Phó sao? Xe sang đâu, vệ sĩ đâu? Tôi nói cho cô biết, tôi đã đọc tin tức giải trí rồi đấy. Cô cũng chẳng phải là tiểu thư nhà họ Phó gì cả. Có tư cách gì mà ở đây lên mặt với tôi? Liên quan gì đến cô? Cô chính là Tô Mộng. Từ cái xó xỉnh nào ở phía tây thành phố đến. Tốt nghiệp cấp 3 thôi nhỉ? Sao nào? Mọi người vào tập đoàn Phó, ai mà chẳng tốt nghiệp đại học top đầu. Cô chỉ tốt nghiệp cấp 3, đùa à? Người mới đến, đi đổ rác đi. Tôi đến đây để thực tập chứ không phải làm lao công. Nói làm thế, Tô Mộng. Nếu cô còn dở thói, thì về nhà đi. Bảo cô làm gì thì làm cái đó đi. Không muốn làm thì cút ngay. Thôi, kệ họ đi. Phó Tổng, ngài còn gì cần dặn dò không ạ? Hôm nay em gái ruột của tôi sẽ đến bộ phận của anh thực tập. Cô ấy là bảo bối của chúng tôi đấy. Nếu cô ấy chịu thiệt thòi dù chỉ một chút, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh. Anh Phó cứ yên tâm, đảm bảo sẽ không có bất kỳ sai sót nào. Chắc chắn cô ấy chính là tiểu thư nhà họ Phó rồi. Nếu tôi hầu hạ cô ấy tốt,
thì việc thăng chức tăng lương của tôi chẳng phải là nắm chắc trong tay rồi sao? Tiểu thư, mời đi lối này. Tiểu thư, xin chào, mời ngồi. Còn ngồi đó làm gì, qua đây làm quen đi chứ. Bọn họ xem mình như là tiểu thư nhà họ Phó rồi. Cũng tốt, có thân phận này rồi. Mình làm việc cho đám họ Cao này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Giữ kín đáo thôi, tôi không muốn phô trương quá. Hiểu rồi, chúng tôi đều hiểu. Cô cứ yên tâm. Hạ Uyển Oanh, cô còn dám giả mạo thân phận ở đây. Thật là chẳng rút ra được bài học gì. Chuyện mới xảy ra mấy ngày trước mà đã quên nhanh vậy rồi. Giả mạo thân phận. Tô Mộng, cô nói gì vậy? Cô Uyển Oanh này là người mà anh Phó đặc biệt dặn dò tôi phải chăm sóc chu đáo đấy. Nếu cô còn dám nói bậy trước mặt tôi nữa, coi chừng tôi cho cô không xong đâu. Cô chắc chắn người anh Phó nói là cô ta sao? Còn cần phải xác nhận sao? Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Gu ăn mặc của cô ta như vậy chẳng lẽ không chứng minh được thân phận của cô ta sao? Cô ta không phải là tiểu thư nhà họ Phó. Chẳng lẽ cô là à? Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của cô kìa. Mọi người xem này, đây là ảnh bữa tiệc gia đình chúng tôi mấy ngày trước. Mọi người, còn nghi ngờ gì nữa không? Món ăn cao cấp đấy. Tuyển Anh thật sự là tiểu thư nhà họ Phó. Vậy là cô không biết rồi, ở khách sạn nhà họ Phó, món ăn nào cũng phải cả chục nghìn tệ. Nơi như vậy, có những người cả đời chắc cũng không dám nghĩ tới đâu. Chắc cô cũng chưa từng thấy đâu nhỉ. Tương tự thôi. Hay là chúng ta để tiểu thư Phó dẫn chúng ta đi mở mang tầm mắt nhỉ? Tô Mộng, đừng có khiêu khích tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Sao vậy? Chẳng lẽ cô sợ thân phận giả bị bại lộ nên không dám à? Tôi sợ gì chứ? Nhà hàng đó là tài sản của nhà tôi đấy. Tô Mộng, cớ gì chắn đường thế? Nghe nói đặt phòng riêng cũng phải đến 10 vạn tệ đấy. Uyển Oanh, năn nỉ cô đấy. Thôi được rồi, cứ coi như cho kẻ nào đó mở mang tầm mắt vậy. Thẻ Phó Yên Hoa đưa trước đây, qua mặt nhân viên tiếp tân chắc không vấn đề gì. Giúp tôi tìm phòng lớn nhất, thẻ này, Phó Thị không phải đã ngừng sử dụng rồi sao? Mời quý khách vào. Tôm hùm, bào ngư, trứng cá muối các loại hải sản đều là đặc sản của chúng tôi. Sao đắt thế? Mình không muốn tiêu tiền nhà họ Cao vào đám nhà quê này đâu. Nghe này, tôi bị dị ứng hải sản, các người gọi vài món rau đi. Cô không ăn được, chúng tôi có thể ăn mà. Đúng vậy đấy. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Phục vụ. Nửa cuốn menu hải sản này, mỗi món một phần. Tô Mộng, cô cứ đợi đấy. Ôi, hôm nay chúng ta được bữa ngon này cũng nhờ cô nhà quê rồi. Món ăn hôm nay rất ngon miệng. Tôi đề nghị chúng ta nâng ly chúc Uyển Oanh. Đúng vậy, cũng Uyển Oanh một ly. Xin chào, tổng cộng quý khách tiêu hết 46 vạn tệ. Cái gì? Sao lại đắt thế này? Ôi, còn phải nói sao? Chẳng phải rõ ràng là do mấy món hải sản Tô Mộng gọi đắt đỏ sao? Đúng đấy, quản lý, nói như anh chưa ăn ấy nhỉ. Hạ Uyển Oanh, không phải cô là tiểu thư nhà họ Phó sao? Giá này có gì đáng ngạc nhiên chứ? Tô Mộng, nhà họ Phó chúng tôi quả thực có tiền, nhưng tiền nhà chúng tôi cũng không phải gió thổi đến. Nói câu này, cô không thấy xấu hổ sao? Tiểu thư, cô thanh toán bằng cách nào ạ? Tôi đến nhà hàng nhà mình ăn cơm mà còn cần tiêu tiền sao? Ghi vào sổ anh cả tôi. Anh cả tôi rất cưng chiều tôi. Anh cả, vậy là phó tổng của chúng ta rồi. Tôi cũng ước có một người anh trai cao, giàu, đẹp trai. Cô đừng có mơ. Anh trai như vậy người ta có đến ba người đấy. Xin lỗi tiểu thư, cửa hàng chúng tôi không thể ghi nợ, nếu không sổ sách sẽ không khớp. Thôi đừng có mà tự vả vào mặt mình nữa. Tô Mộng, cô bớt nói móc nói méo ở đây đi. Nếu không có Uyển Oanh thì cô có được ăn ở chỗ sang trọng này không? Uyển Oanh thiếu gì ngoài tiền chứ? Quẹt thẻ. Số dư không đủ. Sao có thể? Chắc chắn là máy của các người có vấn đề. Không có tiền thì đừng đổ lỗi cho máy.
Huyền Oanh không phải là tiểu thư nhà họ Phó sao? Sao lại thế này? Chẳng lẽ cô ta thật sự là giả mạo? Im miệng lại cho tôi, các người lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi hôm nay chỉ là ra ngoài vội quá nên mang nhầm thẻ thôi. Tô Mộng, cô bớt đắc ý ở đây đi. Tin hay không tôi chỉ cần một câu là có thể đuổi cô ra khỏi tập đoàn Phó. Được thôi. Hôm nay nếu cô có thể đuổi việc tôi, bữa này tôi mời. Tô Mộng, cô đúng là giỏi khoác lác. Cô cũng không tự soi gương xem bán cô đi có đáng giá đến mức này không. Tô Mộng, tôi nói cho cô biết, tôi với giám đốc nhân sự của công ty chúng ta là bạn cũ đấy. Tôi chỉ cần gọi cho anh ta một cuộc điện thoại là có thể sa thải cô ngay lập tức. Và tôi đảm bảo cô sẽ không nhận được một xu tiền bồi thường nào đâu. Cô có tin không? Chính là, cũng không biết tự soi gương xem mình là cái thứ gì. Quản lý, loại người này ở lại phòng ban chúng ta chỉ làm chướng mắt cô chủ thôi. Muốn đánh thì đánh nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Cô... Lão Lương này, công ty chúng ta hôm nay không phải có một thực tập sinh tên là Tô Mộng sao? Tôi thấy cô này thái độ làm việc không đúng đắn. Nhân phẩm và năng lực của người này cũng chẳng ra gì. Hay là hôm nay anh cho cô ta làm thủ tục nghỉ việc luôn đi. Anh bị điên à? Hay anh nghĩ tôi bị điên? Cô ta mà anh cũng dám đuổi, anh có biết cô ta là ai không? Tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi không thể làm cho anh được. Tô Mộng này có lai lịch gì? Giám đốc Lương sao lại bênh vực cô ta như vậy? Chẳng lẽ cô ta gian díu với giám đốc Lương? Trước đây khi tôi đi dạo ở cửa hàng cao cấp của nhà chúng tôi thường xuyên thấy Tô Mộng ve vãn với những vị khách nam khác trong cửa hàng. Tô Mộng này không phải thật sự lên giường với giám đốc Lương đấy chứ? Người ta giám đốc Lương là người có vợ con đấy. Hạ Huyền Oanh, cô còn bịa đặt nữa, cẩn thận tôi kiện cô đấy. Tô Mộng, tôi nói cho cô biết, phòng ban của chúng tôi tuyệt đối không cho phép sự tồn tại của những kẻ không đứng đắn như cô. Tôi sẽ báo cáo lên phó tổng ngay bây giờ. Tôi sẽ khiến cô không tìm được việc làm nào ở Bắc Thành này. Sợ rồi chứ gì? Chào buổi tối. Phó tổng, trưởng phòng trường, có chuyện gì vậy? Thực tập sinh mới đến Tô Mộng này, thái độ làm việc không nghiêm túc, còn khắp nơi làm khó tiểu thư. Tôi đã điều tra lý lịch cô ta rồi. Tô Mộng này chỉ muốn đi đường tắt, dựa vào thân thể để leo lên. Người như vậy công ty chúng ta không thể nhận. Trưởng phòng trương, tôi thấy anh đúng là có mắt như mù. Là người vẫn phải tin tưởng một chút. Phó tổng, trưởng phòng trương, nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, anh, cả phòng ban của anh cùng cút hết cho tôi. Phó tổng, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ phó tổng trách tôi đã để tiểu thư chịu ủy khuất ở đây sao? Xin lỗi tiểu thư, là tôi sơ suất để cô chịu thiệt thòi rồi. Hay là bữa cơm hôm nay tôi mời. Tô Mộng, hôm nay tôi sẽ không chấp nhặt với cô. Cô tự biết thân biết phận đi. Ngồi đi. Anh cả, Hạ Uyển Oanh có bắt nạt em không? Vào rồi nói. Được lắm Tô Mộng, bị đuổi khỏi nhà rồi rồi mà vẫn còn nhớ quyến rũ Phó Cảnh Sâm. Em gái, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu bọn họ giúp Hạ Uyển Oanh bắt nạt em, anh cả sẽ làm chủ cho em. Em chỉ cảm thấy Hạ Uyển Oanh rất kỳ lạ. Cô ta liều lĩnh mạo danh em như vậy, nhất định là có mục đích gì đó. Có người đứng sau chống lưng cho cô ta, anh hiểu ý em rồi. Nhưng em cũng đừng nhẫn nhịn mọi ấm ức. Em phải nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cả sẽ làm chủ cho em. Anh yên tâm đi. Ôi chào, chị Đại Leo trèo số 1 của Phó Thị đến làm rồi kìa. Đúng là chị Đại Leo trèo có khác, dám trực tiếp đến thang máy riêng của Tổng Giám Đốc đón người. Khả năng này, không có cái mặt dày của cô ta, chúng ta thật sự không học được. Các người có ý gì? Tô Mộng, đã làm đi rồi thì đừng có ở đây giả nai tơ nữa.
Cô dám nói cô vừa nãy không đi thang máy dành riêng cho phó tổng không? Tôi có đi, thì đã sao? Tô Mộng, cái gì gọi là dành riêng cho phó tổng? Tôi thấy cô chính là muốn quyến rũ phó tổng, cô ghê tởm không vậy? Chỉ dựa vào cái ngữ nhà quê như cô mà còn muốn làm chị dâu của Uyển Oanh chúng tôi à? Tô Mộng, cô cũng tự soi gương xem mình là cái thá gì đi. Cô bị điên rồi. Cô bị điên rồi. Cái váy này của tôi là hàng thiết kế cao cấp, không được dính nước. Cái đồ hàng chợ còn giả làm hàng thiết kế à? Để tôi cho cô mở mang tầm mắt nhé. Cái này là xin lo rừng tờ, thế kỷ 19, vòng tay cổ cao cấp chính hiệu đấy. Cái này chắc đắt lắm nhỉ? Cũng bình thường thôi, không đắt lắm, chỉ tầm 300 vạn tệ. Đồ xin lo rừng tờ, tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, chứ đừng nói là đồ cổ. Vòng tay mẹ tặng mình. Cái này là một chút quà nhỏ gì muốn tặng con. Sau này con với nữ nữ hai đứa phải hòa thuận với nhau nhé. Tô Mộng, nhìn cho kỹ vào. Đây chính là thực tế. Cô và tôi, cả đời này cũng sẽ không bao giờ cùng một đẳng cấp. Cô nói đúng đấy. Chúng ta mãi mãi sẽ không cùng một đẳng cấp. Cô. Ăn cơm thôi. Tô Mộng. Ôi trời. Vòng tay của tôi biến mất rồi, có ai thấy vòng tay của tôi không? Cái gì cái vòng đắt tiền như vậy mà mất rồi sao? Tuyển Oanh, con đừng lo lắng quá, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nó cho con. Tôi nhớ vừa nãy Tô Mộng cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng đó, liệu có phải cô ta ăn trộm không? Phải khám xét cô ta kỹ càng mới được. Đúng đấy, khám xét đi. Cô làm gì đấy, buông tôi ra. Anh dựa vào đâu mà lục túi của tôi, đừng nhúc nhích. Tuyển Oanh, thật sự ở đây này. Tô Mộng, cô còn dám nói không phải cô ăn trộm nữa à? Sao lại ở trong túi của tôi? Tô Mộng, cô còn dám nói không phải cô ăn trộm nữa à? Sao lại ở trong túi của tôi? Cái này nếu không phải cô ăn trộm thì chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy vào túi cô à? Bây giờ không dạy dỗ cô một chút thì cô còn được nước lấn tới phải không? Cho dù có ở trong túi của tôi thì dựa vào đâu mà chứng minh là tôi ăn trộm? Camera giám sát trong văn phòng luôn mở, nếu tin thì có thể điều ra xem. Tô Mộng, bộ phận kỹ thuật không rảnh để làm những chuyện vô bổ với cô đâu. Đúng vậy. Tô Mộng, cô mau quỳ xuống xin lỗi Quyển Oanh đi. Thật là, tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Không được. Lần này tôi không thể để đại tiểu thư chịu ấm ức nữa. Tô Mộng, cô to gan thật đấy. Đồ của Quyển Oanh mà cô cũng dám trộm. Bây giờ cô mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho tôi. Tô Mộng, nếu cô còn cố chấp không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát nói cô ăn trộm. Cái đồ 3 triệu này đủ để cô vào tù đấy. Đoàn tụ với bố và bà nội cô 10 năm đấy. Sợ rồi chứ gì, đây chính là kết cục của việc cô đụng vào người không nên đụng. Không đưa ra được bằng chứng thì các người muốn ép tôi đi sao? Các người, từng người một, liên kết lại bắt nạt người khác phải không? Cô phải hiểu rõ nhé. Quyển Oanh là thiên kim tiểu thư nhà họ Phó. Chuyện này nếu để chủ tịch và mấy người anh trai của cô ta biết thì cái chết của cô sẽ rất thảm đấy. Tôi đã đối xử với cô hết lòng rồi. Cô chắc chắn cái này là của cô sao? Cười chết mất, Tô Mộng. Đồ 3 triệu không phải của Uyển Oanh thì là của cô sao? Cô thật sự là lời nói dối nào cũng dám bịa ra đấy. Đúng vậy, Tô Mộng, mau quỳ xuống xin lỗi Uyển Oanh đi. Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cô ta xứng sao? Dù là chuyện gì đi nữa, giả mãi mãi không thành thật được. Tô Mộng, cô, cái vòng tay này chính là của tôi. Tô Mộng, nếu cô còn dám tiếp tục làm loạn như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ ném cô ra ngoài ngay lập tức. Tô Mộng, bây giờ cô không ăn trộm nữa mà chuyển sang cướp trắng trợn rồi phải không? Trên cái vòng tay này có dấu hiệu của tôi. Tô Mộng, cô tưởng mọi người đều ngu hết à? Chỉ với mấy con số này mà cô vênh váo vậy sao? Cô chắc chắn chiếc vòng này là của cô chứ? Tô Mộng, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rồi cút đi.
Đừng có làm trò hề ở đây nữa. Mấy người không làm việc, đứng đây nhìn cái gì? Nhị thiếu gia, con nhỏ Tô Mộng này, nó ăn cắp vòng cổ của Uyển Oanh, còn cứng miệng bảo là của nó. Thật sao? Tôi nhớ số hiệu sản phẩm của Zen Lo rừng tờ đều có thể tra được thông tin hiện tại của chủ sở hữu trên website chính thức. Tra cứu một chút là biết ngay mà. Đúng vậy, kiểm tra ngay đi, không thể để Uyển Oanh chịu thiệt. Được. Hóa ra thật sự là của Tô Mộng. Trưởng phòng trương, chuyện này tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai, nếu không cô biết hậu quả rồi đấy. Nhị thiếu gia yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Cô em họ của tôi ơi, cô làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Có thể tôi đánh rơi vòng tay trong nhà vệ sinh, rồi lấy nhầm của cô ấy. À, ra là vậy. Tô Mộng, đồ nhà quê như cô thì lấy đâu ra tiền mua vòng tay đắt tiền như vậy? Chẳng lẽ là do đại gia nào đó bao nuôi cô à? Còn dám đeo ra ngoài nữa chứ? Thật là dám đứng đường công khai trong công ty. Anh còn dám bịa đặt nữa, tôi sẽ rách miệng anh ra đấy. Chúng tôi có nói sai đâu. Giám đốc Lương bênh vực cô như vậy, cô dám nói là không có gian tình với ông ta sao? Đi thôi, chúng ta đi tìm giám đốc Lương nói cho rõ ràng. Tô Mộng, cô còn tìm cái gì nữa? Cô làm ăn kiểu gì vậy? Từ khi cô đến phòng ban của chúng tôi chưa bao giờ có một ngày yên ổn. Trưởng phòng, khi Hạ Uyển Oanh bắt nạt tôi ở nơi làm việc, cô ta có bao giờ ngừng lại không? Tôi đến đây chỉ là để làm việc cho tốt. Nếu họ tiếp tục gây sự, tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Cái gì? Mẹ ngất xỉu ở nhà rồi. Tôi đi ngay đây. Này, hôm nay tôi sẽ không phê duyệt nghỉ phép cho cô đâu. Hôm nay cô phải ngồi đây tăng ca cho tôi. Trưởng phòng, Tô Mộng, cô bị điếc hay bị bệnh vậy? Không nghe thấy tôi nói gì à? Ngồi xuống tăng ca. Trưởng phòng, Hạ Huyền Oanh không có mẹ. Anh cũng không có mẹ à? Này, cô nói chuyện kiểu gì đấy? Được lắm Tô Mộng. Chờ đấy, xem sau này tôi xử lý cô thế nào. Mẹ, mẹ thế nào rồi? Con lo chết mất. Yên tâm đi Nữu Nữu, mẹ không sao. Mẹ vất vả lắm mới tìm thấy con, sao nỡ lòng nào bị bệnh chứ. Hơn nữa còn có anh hai con nữa, mẹ có thể có chuyện gì chứ. Vậy con xin nghỉ vài hôm, ở nhà với mẹ nhé. Ngoan lắm, con gái ngoan của mẹ. Mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Anh, mẹ thế nào rồi? Cũng không có vấn đề gì lớn. Mẹ lúc trẻ làm việc quá sức, thêm vào đó là vì nhớ con mà sinh bệnh, giờ tuổi đã cao, bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Yên tâm đi, có anh ở đây, không sao đâu. Vâng, vậy thì em yên tâm rồi. Cô yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để Tô Mộng sống yên ổn trong công ty này đâu. À đúng rồi, đây là kế hoạch đấu thầu của tập đoàn Phó Thị chúng ta, hay là cô tự mình phụ trách đi. Cô cũng biết tôi đánh máy không tiện lắm. Như thế này đi, chúng ta cho Tô Mộng một cơ hội. Để cô ta làm xong, tôi sẽ đích thân hướng dẫn và sửa chữa cho cô ta. Vâng, cô yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Tuyệt quá. Chỉ cần giúp nhà họ Cao giành được gói thầu này của Phó Thị, tôi sẽ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Tô Mộng, lần đấu thầu này do cô phụ trách. Nếu cô làm tốt, không chỉ nhận được tiền thưởng mà còn có cơ hội tham gia buổi đấu thầu. Hôm nay cô tăng ca cho tốt, ngày mai đi làm đưa cho tôi. Nếu mình có thể tự mình giành được tư cách tham gia, mẹ và các anh nhất định sẽ rất vui. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cái này rốt cuộc nên làm thế nào đây? Sao vẫn chưa về nhà? Anh cả, cứu em với. Em không biết làm kế hoạch. Không sao, anh cả dạy em.
Quả nhiên là em gái của anh, Tô Mộng, cô đúng là số hưởng. Không phải con gái ruột nhà họ Phó, vậy mà ba anh em nhà họ Phó vẫn cưng chiều cô như vậy, dựa vào cái gì chứ? Cuối cùng cũng xong rồi. Đã 3 giờ rồi. Vậy em thu dọn đồ đạc xong, xuống dưới lầu tìm anh luôn nhé. Vậy em đi vệ sinh trước đã. Ngoan, không vội. Tuyệt quá, vẫn còn ngủ được 10 phút nữa. Này Tô Mộng, làm báo cáo giúp tôi đi. Tô Mộng. Này, thái độ gì vậy hả? Tô Mộng. Cô dạy cho tôi. Kế hoạch đấu thầu đâu? Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không đưa ra được kế hoạch đấu thầu, cả phòng ban chúng ta đều sẽ bị phạt theo, cô biết không? Nhìn cái bộ dạng làm việc như cá ươn của cô ta, chắc chắn là chưa làm. Tô Mộng, lần này cô cứ đợi bị sa thải đi. Vậy có thể cô sẽ thất vọng đấy. Chúng ta có muốn cá cược không? Nếu tôi làm xong kế hoạch đấu thầu, cô cút đi. Này cô. Không sao trưởng phòng, tôi cá với cô ta. Lần này, tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học. Vậy e là cô sẽ thất vọng rồi. Tập tin của tôi đâu? Trưởng phòng, chắc chắn là có người đã động vào máy tính của tôi. Hừ, ai thèm động vào đồ của cô chứ? Đúng vậy, không làm thì nói là không làm, đừng ở đây đổ lỗi lung tung. Tô Mộng, tôi nói thật. Cô vẫn nên thu dọn đồ đạc, đến phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc đi. Vậy e là cô sẽ thất vọng rồi. Ý gì vậy? Khoảng thời gian này, tôi đã thấy rõ bộ dạng của từng người các cô rồi. Vì vậy tôi đã cố tình giao lưu. Không ngờ lại viết cũng được đấy chứ. Không được. Mình không thể để Tô Mộng cướp hết nổi bật của tiểu thư. Vậy thì. Vậy cứ như vậy đi. Cô đổi tên người viết kế hoạch thành Uyển Oanh, sau đó gửi tập tin cho tôi. Tôi vất vả làm ra, tại sao phải đổi thành tên cô ta chứ? Cô vất vả một chút thì sao? Nếu không phải Uyển Oanh giới thiệu cô còn chẳng có cơ hội rèn luyện này đâu. Có chuyện gì vậy? Cô không biết ơn cô ta thì thôi đi, sao còn tính toán với cô ta làm gì? Sao cô lại là người như vậy chứ? Đúng vậy đó, Tô Mộng, bây giờ cô phải làm là cúi đầu cảm ơn Uyển Oanh. Đây là thư mời tham dự hội nghị đấu thầu dành cho nhân viên. Quản lý, tôi thấy dự án đấu thầu này rất tốt, phù hợp để hợp tác với nhà họ Cao. Khi anh báo cáo, hãy cố gắng đề xuất nó nhiều vào nhé. Được rồi, cô cứ yên tâm. Hạ Uyển Oanh, thì ra đây mới là mục đích của cô. Hạ Uyển Oanh, tôi nhớ Phó Tam Thiếu Gia đã từng nói, Phó Thị chúng tôi vĩnh viễn sẽ không hợp tác với nhà họ Cao. Cô làm như vậy chẳng phải là đang làm mất mặt Phó Thị sao? Này, cô hiểu cái gì chứ? Thương nhân đều là những kẻ chạy theo lợi nhuận. Tôi làm vậy cũng là vì lợi ích của Phó Thị mà thôi. Hạ Uyển Oanh, tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu.
Tôi nói cô nghe này, ngay cả thư mời vào cửa cũng không có mà còn ở đây nói những lời khoác lác. Chỉ một cái thư mời còn con mà cũng muốn cản được tôi sao? Hạ Uyển Oanh, chúng ta cứ chờ xem. À đúng rồi anh, chuyện của em ở công ty anh không được nói với mẹ nhé. Em không muốn bà ấy lo lắng. Mẹ! Sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Chuyện của con ở công ty mẹ đều nghe nói cả rồi. Mẹ định thưởng cho con gái rượu của mẹ một phen ra trò. Đây là thứ mà mẹ và anh cả con chuẩn bị cho con. Mẹ, chỉ cần mẹ khỏe mạnh là món quà tốt nhất dành cho Nữu Nữu rồi. Nữu Nữu, dạo này con có phải vất vả quá không? Con xem, quầng thâm mắt kìa. Có phải cấp trên bắt nạt con không? Dạ không ạ. Có anh cả ở đó, ai dám bắt nạt con chứ? Mẹ vừa mới nói đấy, chuyện của con ở công ty mẹ đều biết cả rồi. Thật quá đáng quá, sao có thể để người ta bắt nạt con gái rượu của mẹ chứ? Quản gia Lưu. Mẹ, đây là... Con dấu phó thị này có thể đại diện cho mẹ, quyết định tất cả các văn bản, hợp đồng của phó thị. Mẹ muốn tại hội nghị đấu thầu, tuyên bố với tất cả nhân vật thượng lưu ở Bắc Thành rằng con là con gái của mẹ, xem ai còn dám bắt nạt con nữa. Mẹ, nếu con không đồng ý, mẹ sẽ không nghỉ ngơi nữa mà đích thân đi làm đấy. Con đồng ý, con đồng ý. Mẹ, con nhất định sẽ bảo vệ uy nghiêm của phó thị, không để nhà họ Cao tọa nguyện đâu. Ồ, hội trường đấu thầu này thật hoành tráng quá. Đương nhiên rồi, hôm nay tham gia toàn là những tập đoàn có tiếng ở Bắc Thành đấy. Vậy là chúng ta có thể gặp được không ít nhân vật lớn rồi. Tất cả những điều này đều nhờ Uyển Oanh chúng ta mới có cơ hội được mở mang tầm mắt đấy. Đúng vậy. Uyển Oanh, vòng cổ của cô đẹp quá. Nếu tôi không nhầm thì đây là hồng ngọc của Senlofi đấy. Guga, cái này chắc phải vài trăm nghìn đấy. Này, đừng làm hỏng đấy. Hơn 3 triệu đấy. Mình phải rất vất vả mới mượn được của Cao San San, làm hỏng thì mình không đền nổi đâu. Uyển Oanh, vòng cổ đắt tiền như vậy cô phải cẩn thận đấy. Cô mộng kia, cô ta không sạch sẽ đâu. Đã đến giờ này rồi mà cô ta vẫn chưa đến, chứng tỏ cô ta căn bản không có bản lĩnh để đến. Đúng vậy, cô ta chỉ là một con nhỏ nhà quê đến từ thành Tây, lấy đâu ra tư cách đến nơi sang trọng như thế này. Cô ta có thể đến thực tập ở tập đoàn phó thị chúng ta thì đó đã là tốt rồi. Còn muốn đến đây nữa chứ? Mơ đi cô ta. Tuyển Oanh, hay là chúng ta vào trước đi. Phải đấy, chúng ta còn chưa biết bên trong hội trường trông như thế nào nữa. Được rồi, đi thôi, tôi dẫn các cậu vào. Nhìn biển xe là biết ngay xe của phó thị rồi. Tuyển Oanh, cậu thật là oai phong quá. Cao San San nghĩ cũng chu đáo đấy, diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, quả không hổ danh là diễn viên. Đi thôi, dẫn cậu đi xem xe mới mẹ tôi chuẩn bị cho tôi. Tô Mộng. Ôi trời, Bulgari cao cấp, bông tai Cartier. Cái túi này là channel phiên bản giới hạn mới nhất, toàn cầu chỉ có 10 cái. Chưa thấy gì bao giờ. Cả người cô ta toàn đồ giả mà các người không nhận ra sao. Tô Mộng, đừng tưởng rằng cả người cô toàn đồ pin duo duo mà người ta không nhận ra đấy. Hạ Huyền Oanh, hôm nay người mất mặt chỉ có thể là cô thôi. Chúng ta hãy chờ xem. Ơ kìa, sao cô ta lại đi thẳng vào trong thế? Cô ơi, thư mời của cô là loại dành cho nhân viên bình thường. Chỉ có thể sử dụng trong phạm vi hoạt động của sảnh hội trường thôi ạ. Mời vào. Đồ không biết nhìn người, vị này chính là thiên kim tiểu thư nhà họ phó đấy. Cái gì cơ, tiểu thư vừa mới vào trong rồi mà. Tranh cãi với một nhân viên tiếp khách làm gì, chúng ta vào trước đi. Thực ra thì mẹ tôi ban đầu muốn đưa cho tôi thư mời cấp cao nhất. Nhưng tôi cảm thấy những thứ đạt được bằng nỗ lực của bản thân sẽ có ý nghĩa hơn.
Đại tiểu thư quả đúng là đại tiểu thư, giàu có như vậy mà vẫn chăm chỉ như thế. Đúng vậy, không giống như có người vì muốn có được tư cách vào cửa mà không tiếc đi quyến rũ nhân viên tiếp khách. Thật sự là không có đàn ông thì không sống nổi, ghê tởm. Tô Mộng, không phải là vòng tròn của mình thì đừng cố chen vào, mau cút về khu ổ chuột của cô đi. Hạ Uyển Oanh, hôm nay chúng ta hãy xem rốt cuộc ai mới là người bị đuổi ra ngoài. Mẹ đến rồi, được, đi đón bà ấy ngay. Uyển Oanh, Phó Tổng không phải là anh trai cô sao? Cô trốn cái gì vậy? Cô hiểu cái gì chứ? Đây gọi là tránh hiểm nghi, tôi đến công ty của nhà mình thực tập, không muốn quá phô trương. Uyển Oanh, cô khiêm tốn quá đấy. Không khiêm tốn thì chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Tô Mộng, cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Không có gì. Nghe nói hôm nay chủ tịch hội đồng quản trị sẽ công bố con gái đã thất lạc 16 năm của mình tại buổi đấu thầu. Đến lúc đó, cô từ đâu đến thì cút về đó. Tôi mẹ tôi vốn muốn làm lớn chuyện này, nhưng tôi không quan tâm. Cô không quan tâm sao? Vậy cô quan tâm cái gì? Cô quan tâm đến việc nhà họ Cao có giành được dự án hay không? Hạ Uyển Oanh, tôi nói cho cô biết, chỉ cần có tôi ở đây, cô đừng hòng. Tô Mộng, cô ngây thơ quá đấy. Hồ sơ dự thầu của cô đã bị tôi gửi đến nhà họ Cao từ lâu rồi. Nhà họ Cao đã chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Cái gì? Cô dám động vào tài liệu của tôi, Hạ Uyển Oanh, cô thật hèn hạ. Tô Mộng, cô vẫn còn quá ngây thơ. Hôm nay ở đây chỉ là làm cho có lệ thôi. Hợp đồng ý định hợp tác, Phó Thị đã gửi cho nhà họ Cao chúng tôi từ lâu rồi. Tô Mộng, người không tàn nhẫn thì sẽ chẳng được gì. Học hỏi đi. Cao San San, cô có tin hay không? Chỉ cần tôi phản đối, hợp đồng của các người sẽ bị hủy bỏ. Tô Mộng, đừng ở đây mơ mộng hão huyền nữa. Nếu cô là tiểu thư nhà họ Phó thì còn có tư cách nói những lời này. Nhưng cô chỉ là một con chuột cống trong khu ổ chuột thôi. Cô là cái thứ gì? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Tô Mộng, đừng tưởng Phó Chi Dương giúp cô một lần ở phim trường là cô có thể ý thế hiếp người rồi. Thật sự là không biết trời cao đất dày. Cao San San, cô và Hạ Uyển Oanh cấu kết với nhau, ăn cắp hợp đồng của Phó Thị. Rốt cuộc là ai không biết trời cao đất dày? Tô Mộng, cô chỉ là một kẻ làm thuê. Tập đoàn Phó Thị không phải nhà cô ở đây nhảy nhót cái gì? Nếu cô thực sự có bản lĩnh chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ thay mặt nhà họ Cao quỳ xuống đất xin lỗi cô. Được thôi Cao San San, đây là cô nói đấy, đừng có lúc đó lại không nhận. Nói béo thì thở hổn hển. Tôi có con dấu họ Phó đây, con dấu này đại diện cho quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ cần tôi lấy con dấu này ra là có thể phủ nhận hợp đồng của cô. Tô Mộng, cô đừng ở đây nói nhảm nữa, tôi còn chưa từng nghe nói đến. Trưởng phòng, anh có từng nghe nói đến tập đoàn Phó Thị có con dấu họ Phó này không? Tôi đã làm việc ở tập đoàn Phó Thị mười mấy năm rồi, sao tôi chưa từng nghe nói tập đoàn có con dấu họ Phó nào? Nếu hôm nay cô bịa đặt chuyện này, cô sẽ phải hầu tòa đấy. Sao cái gì cũng có thể trà trộn vào buổi đấu thầu của Phó Thị vậy? Cô gái, đây không phải là nơi cô nên ở, mau về nhà đi. Đúng vậy, mau đi đi. Các người, đều đang cãi nhau cái gì vậy? Giám đốc Lương, Tô Mộng này cứ khăng khăng nói tập đoàn chúng ta có cái gì mà con dấu họ Phó. Và nó có thể đại diện cho chủ tịch để quyết định một số việc. Anh nói xem, chẳng phải cô ta đang nói đùa sao? Cấp bậc của anh không biết cũng là bình thường. Cái gì? Nhưng mà tập đoàn Phó Thị đúng là có một con dấu như vậy. Trước đây tôi đã từng thấy ở chỗ Phó Chủ tịch, chẳng lẽ thứ cô gái nhỏ này đang cầm chính là con dấu Phó Thị đó sao? Tô Mộng cô nghe thấy rồi chứ? Giám đốc Lương đã nói rồi, con dấu thật sự ở chỗ chủ tịch đấy. Cô thật to gan, dám lấy con dấu giả ra đây lừa mọi người. Cô gái nhỏ này e rằng khó mà sống yên ổn ở Bắc Thành rồi. Đúng vậy. Hạ Uyển Oanh, cô còn chưa từng thấy con dấu này, sao biết nó là giả được? Hừ, Tô Mộng, cô đúng là chưa thấy chết. Được rồi, lão Lương, anh kiểm tra xem thứ trong tay cô ta là thật hay giả. Người trẻ tuổi nên cho cô ta một bài học. Cô Tô, không sao đâu giám đốc Lương, ngài cứ xem thoải mái. Con dấu trong tay cô Tô chính là con dấu Phó Thị, không có vấn đề gì cả. Không thể nào. Người này vốn dĩ có quan hệ bất chính với Tô Mộng. Lời hắn ta nói không thể tin được, cô có biết mình đang nói gì không? Có những người lòng dạ xấu xa, nhìn cái gì cũng thấy xấu xa.
Cái này là thật hay giả, đóng dấu vào là biết ngay. Tô Mộc, cô dám phá hủy hợp đồng của Phó Thị, lần này không ai giúp được cô đâu. Hạ Biển Oanh, người không có thuốc chữa chính là cô. Tô Mộc, việc nhà họ Cao chúng tôi hợp tác với Phó Thị là chuyện đã được định đoạt rồi. Tôi khuyên cô đừng có xen vào việc của người khác. Nhà họ Cao chúng tôi muốn đối phó với cô còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Chị San San, bố chị có việc gấp tìm chị. Thấy chưa? Hợp đồng của nhà họ Cao đã ký rồi. San San, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phó Thị vừa thông báo với chúng tôi hủy bỏ hợp tác, hợp đồng bị hủy bỏ rồi. Ông nội con đã tức giận đến mức phải nhập viện rồi. Con gái, bố đã đầu tư hết tiền vào rồi. Con mau nghĩ cách đi, nếu không nhà họ Cao chúng ta tiêu đời rồi. Con biết rồi. Cao San San, chúng ta có phải đã đánh cược với nhau không? Vậy bây giờ, cô có thể quỳ xuống rồi đấy. Tô Mộng, cô thật đáng ghét. Cao San San, đây là địa bàn của Phó Thị, không phải nơi cô làm càn. Phó Chi Dương, Phó Thị các người không nên cho một lời giải thích sao? Sao có thể nuốt lời như vậy chứ? Nói hủy là hủy ngay. Nhà họ Cao chúng tôi tuy không bằng Phó Thị các người nhưng cũng không thể bị bắt nạt như vậy được. Cao San San, hôm nay tôi sẽ cho ba người các cô rõ. Hôm nay tôi sẽ cho cô chết cho rõ ràng. Tô Mộng, cô thật ngây thơ. Bản kế hoạch dự án của cô đã sớm bị tôi gửi cho nhà họ Cao rồi. Nhà họ Cao chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất trong số đó. Cái gì? Cô động vào tài liệu của tôi. Hạ Huyền Oanh, cô thật hèn hạ. Cô thật sự quá ngây thơ rồi. Hôm nay ở đây chỉ là làm cho có lệ thôi. Hợp đồng ý định hợp tác, Phó Thị đã sớm gửi cho nhà họ Cao chúng tôi rồi. Nhà họ Cao các người đây là cạnh tranh không lành mạnh. Chúng tôi kiên quyết không đồng ý Phó Thị hợp tác với các người. Không đồng ý. Không đồng ý, đúng vậy, kiên quyết không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Sự hợp tác của nhà họ Cao thật sự chỉ vì một con dấu, chẳng lẽ nào? Huyền Oanh, chẳng phải cô là tiểu thư nhà họ Phó sao? Sao Tô Mộng lại có con dấu của Phó Thị? Sao tôi biết được? Huyền Oanh, cô là thiên kim nhà họ Phó, sao cô không nói sớm? Giúp tôi với, chuyện công ty đều là anh cả quản lý. Hạ Huyền Oanh, dù nói dối bao nhiêu lần cũng sẽ không bị vạch trần. Tôi nói đều là sự thật. Tô Mộng, cô cứ dãy chết đi. Hôm nay cô để nhà họ Cao chịu ấm ức lớn như vậy. Bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Nhà họ Cao còn có thể để lại cho cô cái xác nguyên vẹn. Nếu không, đợi Phó Tổng đến, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Cô bảo ai quỳ xuống? Huyền Oanh, anh cả của cô đến rồi. Tô Mộng, xem ra hôm nay cô phải thất vọng rồi. Trời ơi Bắc Thành này, họ Phó. Xong rồi, cả Tổng Giám Đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều đến rồi. Lần này Tô Mộng thực sự tiêu đời rồi. Hừ, đó cũng là cô ta đáng đời. Chính xác, cô ta ở văn phòng bắt nạt Huyền Oanh còn ít sao. Phó Tổng. Những lời các người vừa nói bên ngoài, tôi nghe rõ mồn một. Phó Tổng, ngài hiểu lầm rồi, chuyện này không thể trách cô Cao và Kiền Oanh. Trương chủ quản, tôi bảo anh chăm sóc em gái cho tốt, vậy mà anh hết lần này đến lần khác bắt nạt cô ấy, anh làm việc kiểu vậy sao? Ngày mai tự mình đến phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc. Phó Tổng, ngài hiểu lầm rồi. Thiên kim nhà họ Phó, tôi nào dám chậm trễ. Kiền Oanh, cô nói, có đúng không? Đúng rồi, đều tại con bé Tô Mộng này đấy. Cả ngày cứ gây sự với Kiền Oanh. Tôi đã dạy dỗ nó nhiều lần rồi mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Anh là cái thá gì mà dám mắng con gái tôi? Anh là cái thá gì mà dám mắng con gái tôi? Không thể nào, cô ta chỉ là thực tập sinh thôi mà. Nữ nữ, lại đây. Tô Mộng, cô được lắm. Ngày đầu tiên đến công ty đã đi xe đạp cả tàng giả nghèo giả khổ. Hạ Huyền Oanh, cô là kẻ lòng dạ xấu xa, giả mạo thân phận của tôi trong công ty. Tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi.
thế mà cô vẫn không biết hối cải. Hạ Huyền Oanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phu nhân, xin lỗi cô, tôi thật sự biết lỗi rồi, xin cô tha cho tôi, dám giả mạo em gái tôi, lần này chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Không phải tôi, không phải tôi, đều tại bọn họ, tôi chưa bao giờ giả mạo làm tiểu thư nhà giàu, tôi chưa bao giờ giả mạo làm tiểu thư. Phải đấy, cô chỉ là ngầm thừa nhận thôi. Có gì khác nhau sao, cô không phải là tiểu thư nhà giàu. Vậy mà cô suốt ngày lên mặt với tôi, cô hại chết tôi rồi. Tiểu thư, tôi có mắt như mù, đã đắc tội với cô. Xin cô rộng lượng bỏ qua cho tôi. Phải đấy, tiểu thư, chúng tôi đều bị ép buộc phải định bợ cô ta, không phải cố ý nhằm vào cô. Đúng vậy, tiểu thư, là chúng tôi ăn nói hàm hồ. Tiểu thư, tôi biết cô là người tốt bụng. Chắc chắn cô sẽ không chấp nhặt với tôi, đúng không, cô? Sự lương thiện của em gái tôi không phải là vốn liếng để cô trơ trẽn không làm nên trò chống gì, cả ngày chỉ biết xu nịnh kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu, mưu mô xảo trá. Giám đốc Lương, sa thải Trương chủ quản và toàn bộ phòng ban của anh ta. Vâng. Ôi, phó tổng, xin anh tha cho tôi. Tôi còn bố mẹ già con thơ, tôi không thể mất việc, chỉ có các người mới có gia đình thôi sao? Lúc trước bắt nạt em gái tôi, các người có từng nghĩ đến cảm nhận của người nhà cô ấy không? Từng người một, bây giờ mới biết hối hận, tôi đã nhịn các người rất lâu rồi. Tôi nghe chị Dương nói, nhà họ Cao trước đây đã bắt nạt con gái tôi. Đã các người được voi đòi tiên như vậy, thì tôi sẽ chiều theo ý các người. Cảnh Sâm. Chủ tịch, ý bà là gì vậy? Cao San San, con rốt cuộc đang làm gì vậy? Nhà họ Cao chúng ta đã phá sản hoàn toàn rồi. Cái gì? Ta nói cho con biết, nợ nần trong nhà, dù con có bán thân cũng phải trả hết cho ta. Bố, bố. Các người đây là muốn ép nhà họ Cao vào đường cùng sao? Đó là bởi vì các người đã chọc giận người không nên chọc. Mọi người, hôm nay tôi chính thức tuyên bố, Tô Mộng Chính là con gái mà tôi, Phó Yên Hoa, đã tìm kiếm suốt 16 năm, tiểu thư đích thực của nhà họ Phó. Xong rồi, lần này nhà họ Phó chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Còn cô, Hạ Huyền Oanh, không biết hối cải mà còn tiếp tục giả mạo nữ nữ, thậm chí còn bán đứng bí mật cốt lõi của công ty, điều này đã cấu thành tội phạm kinh tế. Người đâu, đưa đi, giao cho cơ quan chức năng xử lý. Đừng mà phu nhân, tôi thực sự biết sai rồi. Phu nhân, tha cho tôi đi, phu nhân. Phu nhân, tha cho tôi đi, phu nhân, tha cho tôi đi. Cảnh Sâm, sao vậy? Bà nội và bố vừa mới mãn hạn tù, bây giờ họ đang tìm chúng ta khắp nơi. Con sẽ không nhận họ. Người thân của con chỉ có mẹ và các anh trai thôi. Tôi đã giúp cô sắp xếp quần áo xong rồi. Mẹ có đẹp không? Nữ nữ của mẹ mặc gì cũng đẹp. Mẹ về nhà sẽ tết tóc cho con nhé. Vâng. Mẹ, tôi còn chưa đi tìm các người tính sổ mà các người lại tự mình đưa đến tận cửa rồi. Đây là nữ nữ phải không? Nữ nữ, bố là bố con đây. Đã lớn rồi, xinh đẹp như vậy. Lại đây bố ôm nào. Con bé này không còn thân thiết với bố nữa rồi. Đồ con gái vô tâm. Tôi không có người bố như ông. Nhóc con, mày nói cái gì đấy? Tăng Đào, ông còn mặt mũi đến nhận con gái sao? Ông căn bản không xứng làm bố. Phó Yên Hoa, cô giờ có tiền nên lên mặt rồi phải không? Dám nói chuyện với chồng như vậy. Tôi với con trai bà đã ly hôn từ lâu rồi. Cô, Phó Yên Hoa, lấy chồng lần hai lại vớ được đại gia kim cương, cô vênh vào quá đấy nhỉ? Hừ, trên đời này thứ không đáng tin nhất chính là đàn ông. Tăng Đào, cùng một cái hố lửa, tôi sẽ không nhảy lần thứ hai đâu. Nếu anh còn đến quấy rầy tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Ôi trời, người phụ nữ này, cô ta quá độc ác. Cô ta đẩy chồng và mẹ chồng mình vào tù. Nhà chúng tôi cưới cô đúng là xui xẻo tám đời. Nữ nữ, đi theo bà, đừng để mẹ con làm hư. Tôi sẽ không đi theo các người đâu. Các người đã bán tôi 16 năm. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho các người. Tôi hận các người. Mẹ, chúng ta đi thôi. Bán trẻ con, đúng là đồ khốn nạn. Thật là thói đời gì thế này. Con trai, thấy quần áo nữ nữ mặc không? Phó Yên Hoa đó, cô ta thật sự rất giàu. Đừng lo mẹ. Phó Yên Hoa và đứa con hoang đó, con sẽ bám giết lấy. Tôi đã nói tập đoàn này là của Phó Yên Hoa.
Cô ta chắc phải giàu lắm nhỉ, chắc chắn rồi. Hai người làm gì đấy? Ôi chao! Chủ tịch của các người, cô ta thật độc ác. Sao con trai tôi lại cưới phải người phụ nữ độc ác như vậy chứ? Cô ta không chỉ mang ba đứa cháu yêu quý của tôi đi. Tôi lớn tuổi rồi mà còn đẩy tôi vào tù. Cô ta là người sao? Xương cốt già này bị hành hạ trong đó 10 năm trời. Chuyện này, bà ta nói là thật sao? Chủ tịch của chúng ta sao lại là người như vậy? Ôi chao, cô đừng ngây thơ nữa. Một người phụ nữ có thể leo lên vị trí này sao có thể nhân từ mềm lòng được? Phó Yên Hoa, cô cút ra đây cho tôi. Cô đừng tưởng có vài đồng tiền bẩn là cô có thể xóa bỏ chuyện cũ đâu. Không chịu nhận nợ cũ đúng không? Ra đây, sức khỏe mẹ không chịu nổi sự hành hạ của bọn họ. Chúng ta nói chuyện đi. Nói đi, rốt cuộc các người muốn bao nhiêu tiền? Nữ nữ à, bà và bố chỉ muốn con thôi. Muốn lấy tôi làm con tin tiếp tục uy hiếp mẹ tôi sao? Hừ, đừng giả vờ nữa. Nói thẳng ra đi. Rốt cuộc các người muốn bao nhiêu tiền? 10 tỷ, cộng thêm một căn nhà ở trung tâm thành phố. Có phải còn phải mua thêm cho các người một chiếc xe nữa không? Đúng. Không cần quá đắt đâu, 2 triệu là được. Các người đừng có quá đáng. Muốn các người biến mất, chưa chắc phải dùng đến tiền. Con nhãi danh này, tao nói cho mày biết. Dù sao thì trong người mày cũng chảy dòng máu của tao. Mày và mẹ mày cả đời này cũng không thoát khỏi đâu. Tô Mộng, cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa, ngay cả bố ruột cũng không nhận. Chính là, đứa con nào lại đi thù hằn bố ruột của mình chứ? Hai người rộng lượng thế. Sao hồi nhỏ hai người cũng bị bố bán rồi à? Kim chưa chọc vào người thì các người không biết đau. Nữ nữ này, con cũng phải thông cảm cho chúng ta chứ. Chủ yếu là lúc đó nghèo quá. Nuôi sống ba anh con đã khó khăn lắm rồi. Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Đúng vậy, đúng vậy. Dù sao thì, tao với bà nội mày là người thân thiết nhất với mày, đúng không? Mày nhìn mày bây giờ xem, gặp tao cũng không thèm gọi một tiếng bố. Mày có cần thiết phải thù hằn bọn tao đến vậy không? Muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi à? Đừng tưởng tôi không biết. Lúc mẹ tôi mang thai tôi, các người biết tôi là con gái nên muốn phá thai. Nhờ có mẹ và các anh trai mới giữ được mạng sống cho tôi. Con nhãi danh này, mày nói chuyện với bố mày kiểu gì đấy? Tao sẽ cho mày biết thế nào là nói chuyện với bố. Dừng tay. Tao sẽ cho mày biết thế nào là nói chuyện với bố. Dừng tay. Em gái không sao rồi. Anh, em gái có các anh ở đây rồi. Anh xem ai dám bắt nạt em. Cháu đích tôn ơi, bà nội đây. Ba đứa tới cả rồi, tốt quá. Giờ thì nhà họ Tằng chúng ta coi như đoàn tụ rồi. Chúng tôi họ Phó, từ lâu đã không còn là người nhà họ Tằng của các người rồi. Chúng ta không nên giận nhau qua nhiều thế hệ, đều tại cái con Phó Yên Hoa đó. Cháu nói năm đó nó bỏ đi thì thôi, còn đổi tên đổi họ cho ba đứa cháu rồi mang đi hết. Thật là độc ác. Năm đó ba anh em chúng tôi tự nguyện đi theo mẹ. Việc đưa các người vào tù cũng là do chúng tôi tự quyết định. Tao nói mày là anh, sao có thể dẫn em trai nói với tao và bà mày như thế? Nó là em gái của bọn tôi, bán nó thì bọn tôi không cần ông nữa. Em gái, chúng ta đi thôi, tôi cảnh cáo các người. Nếu các người còn dám gây sự nữa thì sẽ không đơn giản chỉ là bị tống vào tù đâu. Đi thôi. Con trai, thôi bỏ đi. Chúng ta không đấu lại ba đứa nó đâu. Đều tại cái con Phó Yên Hoa đó, chắc chắn là nó xúi giục. Mẹ. Nữ nữ. Nữ nữ. Xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng rồi. Không sao, con bình an trở về là tốt rồi. Con hơi mệt, con muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đi nhanh đi. Mặt dây chuyển trường mệnh của mình đâu? Mặt dây chuyển trường mệnh của mình đâu? Dừng tay. Chắc là bị bọn họ nhặt rồi. Này, mặt dây chuyển trường mệnh của tôi có phải ở chỗ các người không?
Cô còn biết chủ động gọi điện cho bố cô à? Hôm qua cô không phải rất tài giỏi sao? Mau trả đồ cho tôi, đây là mẹ tôi tặng tôi. Mẹ cô không dạy cô cách cầu xin người khác à? Nói đi, rốt cuộc phải làm sao mới trả lại mặt dây chuyền trường mệnh cho tôi? 1 triệu. Cô coi trọng thứ này như vậy, tôi đưa ra giá này không cao chứ? Được, tôi đồng ý. Vậy mới phải chứ. Quả nhiên con gái đều là áo bông nhỏ ấm áp của bố. Biết thế, tôi nên để Phó Yên Hoa sinh thêm mấy đứa con gái năm đó. Nhưng tôi phải nhìn thấy đồ mới đưa tiền cho ông. Ông đừng hòng giở trò. Nhìn cô nói kìa, tôi còn có thể lừa con gái mình sao? Tôi gửi vị trí vào điện thoại cô mang tiền mặt đến, chúng ta giao dịch. Anh cả, anh bảo người ta định vị điện thoại của em, rồi dẫn người đến cứu em. Tôi mang tiền đến rồi, mặt dây chuyền trường mệnh của tôi đâu? Tăng Đào, tôi là con gái ruột của ông. Chẳng lẽ ông không có chút tình thân nào sao? Người không vì mình, trời chu đất diệt, con gái à, học hỏi chút đi. Giờ thì chúng ta có tiền rồi, có tiền rồi. Mới 1 triệu, ngay cả dưỡng lão cũng không đủ. Lát nữa cô đi xin Phó Yên Hoa thêm chút nữa. Các người làm như vậy, không sợ trời đánh sao? Tô Mộng, tôi nói cho cô biết, mẹ cô đã đưa chúng tôi vào tù 10 năm. 1 triệu này là muốn đuổi chúng tôi đi sao? Cô nằm mơ đi. Chỉ cần cô ở trong tay tôi có thể đòi hỏi nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Đây là cô và mẹ cô nợ chúng tôi. Tôi còn dám hy vọng vào các người nữa chứ? Nếu đã vậy thì đừng trách tôi. Có người ở đây, mau đến đây. Mẹ, anh. Xem ra 10 năm qua vẫn chưa khiến các người nhận ra sai lầm của mình. Không sao, lần này tôi sẽ cho các người vào, vĩnh viễn không ra được nữa. Dẫn đi, đi mau, y. Con bé này, mẹ tuyệt đối không cho phép con mạo hiểm một mình nữa. Nếu con thực sự có chuyện gì, mẹ biết sống sao đây. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm vậy nữa. Nữ nữ, gia đình chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa được không con? Em gái.